Trang rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 201: Ai là ai? Hoành Thiên giai bước ra khỏi đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy một cái hộp gỗ rất lớn đặt ở phía trước, hơi run lên vì tức giận, Giang Hải này hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh ta, Giang Hải không chết, Hoành Thiên giai nuốt không trôi cục tức này. Phía sau, nhân viên vội vàng chạy theo, "Chủ tịch, những vị khách ở phía bắc này, có người thì không thể gọi điện được, có người gọi được thì lại không nhấc máy." ngoặc kép. Hoành thiên giai nghe xong mấy lời này thì vô cùng sửng sốt. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Lúc đầu đám người đó đều hứa là sẽ đến tham dự mà. Hoành thiên giai cũng đã hứa với bọn họ, chỉ cần bọn họ chịu đầu tư vào thành phố Giang Thanh, họ sẽ được ưu đãi lớn về mặt chính sách. Thậm chí, cũng sẽ giúp bọn họ lựa chọn một đối tác tốt nhất. Ngay sau đó, Hoành Thiên Giai cười trong sự giận dữ, chẳng lẽ tên Giang Hải đó thật sự có năng lực lớn đến như vậy sao? Được, cứ coi như anh ta có đi. Hoành Thiên Giai vẫn không tin Giang Hải có thể thách thức quyền lực của Hoàng Tộc và tập đoàn Uyển như đó sau này ở thành phố Giang Thanh cũng khó mà ngóc đầu lên nổi. Vốn dĩ trong lòng anh ta đã có chút sao động, thậm chí có chút lo lắng. Nhưng vào lúc này, cơn tức giận của Hoành Thiên Giai đã hoàn toàn đè bẹp lý trí, cho dù Giang Hải có lai lịch lớn đến cỡ nào, anh ta cũng nhất định phải có được cái mạng của Giang Hải. Càng muốn có được tập đoàn Uyển Như. Tôi lại muốn xem xem, ngoài thành phố Giang Tư ra, Gia, ở các thành phố khác, còn có ai sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Để xem đến khi những đối tác đó yêu cầu tập đoàn Uyển Như phải bồi thường thiệt hại hợp đồng, bọn họ lấy gì ra mà bồi thường. Ngoặc kép. Mà vào lúc này, Hoành Thiên Giai đã nhìn thấy Giang Hải cách đó không xa. Bên cạnh Giang Hải là của Uyển Như trong bộ lễ phục. Audio điện tử võ tấn bền ánh mắt của hai người bọn họ nhanh chóng va vào nhau giang hải cười nhẹ vô cùng bình tĩnh nắm tay cố uyển như đi đến trước mặt hoành thiên giai chủ tịch cơ đã lâu không gặp ngoặc kép thái độ rất cung kính như thể hai người chưa chưa xảy ra hiềm khích gì cả trên mặt nở nụ cười ấm áp ánh mắt vô cùng dịu dàng hoành thiên giai cũng cười tươi đã lâu không gặp tập đoàn Uyển như có thể đến tham gia bữa tiệc, thật sự khiến tôi có chút bất ngờ. Ngoặc kép, còn không bất ngờ được sao, nhà họ hòa ở phía Bắc đã phái cao thủ ra tay đối phó, nhưng vẫn không ngăn cản được Giang Hải. Nhìn bộ dạng của Giang Hải lúc này, thật sự không có một chút xây sát nào, lẽ nào, đám cao thủ mà nhà họ hòa phái đi không gặp được Giang Hải. Mà lúc này, Hoành Thiên Giai không hề hay biết, hai cao thủ mà nhà họ hòa phái tới, cũng với mấy tên đàn em cơ bắp của họ, đã chết trong tay Chu Khải. Hơn nữa, còn chết rất thảm. Tôi nghe nói chủ tịch cơ đã đứng ra tổ chức buổi tiệc này, là một doanh nghiệp ở thành phố Giang Tư mà lại được mời tới tham dự, thật sự rất vinh hạnh. Ngoặc kép, Giang Hải mỉm cười. Cố huyền như ở một bên cũng lịch sự nói, chủ tịch cơ, anh cũng thật yêu ái chúng tôi, thành phố Giang Tư chỉ có một doanh nghiệp nhỏ là tập đoàn huyền như lại được anh mời tới tham dự. Ngoặc kép, yêu ái, ha ha, không, Lát nữa mọi người sẽ thấy được bất ngờ phía sau. Hoành Thiên giai nhìn chầm chầm vào khuôn mặt trong sáng của Cố Uyển Như, người phụ nữ này quả thực rất đáng để bồi dưỡng. Trước kia Hoành Thiên giai quan tâm đến Giang Hải, hòa tiến rất không vừa mắt, sau khi nghe anh ta nói, Hoành Thiên giai cũng có chút dao động. Bất ngờ, còn có bất ngờ gì nữa vậy? Giang Hải giả bộ kinh ngạc, lẽ nào các gia tộc ở phía Bắc cũng sẽ tham gia bữa tiệc này sao? Nói xong, Giang Hải nhìn về phía cái hộp gỗ lớn, ở đằng kia, chính là món quà của tôi, cũng món quà nhỏ mà tập đoàn Uyển như muốn dành tặng cho chủ tịch cơ, mong anh có thể nhận tấm lòng này. Ngoặc kép, anh khách sao rồi, tôi nghĩ, thứ này, một lát nữa sẽ có người cần dùng đến. Ngoặc kép, Hoành Thiên Giai nhìn chằm chằm vào Giang Hải vẻ mặt chắc chắn. Trong lòng có suy nghĩ vô cùng ác liệt, nhất định phải đẩy tên Giang Hải đó vào cố quan tài này, cho dù không vừa cũng phải nhét vào. Ồ, đúng rồi, tôi còn có một món quà nữa. Giang Hải vươn tay đưa một tờ giấy cho Hoành Thiên Giai. Mong rằng chủ tịch cơ đừng quá vui mừng, nhớ bảo trọng, một khi để bị xuất huyết não hay gì đấy thì không tốt đâu. Ngoặc kép, Giang Hải bật cười, ánh mắt đó, như đang mong chờ Hoành Thiên Giai ngất đi ngay lập tức vậy. Cố huyền như ở bên đẩy nhẹ Giang Hải một cái, cười xấu hổ. Giang Hải này đúng là, miệng cứ như cái loa phường, ngăn cũng ngăn không được, sao có thể nói ra mấy lời đó được, nó thế chẳng khác nào nói tục, mà người đứng đối diện lại là Hoành Thiên Giai. Giang Hải và Hoành Thiên Giai đều không quan tâm đến thái độ của Cố Uyển Như, ánh mắt của bọn họ bây giờ dường như đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Cô vẫn chưa hề hay biết, kẻ đứng đằng sau dở trò với tập đoàn Uyển Như, chính là người có bộ dạng đạo mạo lịch sự này, Hoành Thiên Giai. Mảnh giấy đó là một danh sách, Hoành Thiên Giai hít mắt nhìn lướt qua, đồng tử co rút mạnh những cái tên trong danh sách này đều là những người đến từ gia tộc ở phía bắc mà anh ta đã mời tới không hơn không kém đều được liệt kê đầy đủ giang hải anh cũng thật hao tâm được tốt tốt lắm tôi nhất định sẽ rất cảm kích anh ngoặc kép nhưng hoành thiên giai lúc này vẫn giữ được phong thái thường ngày khoác lên bộ mặt đạo đức giả trước mặt mọi người ngoài miệng thì anh ta vẫn cứng rắn nhưng trong lòng đã nổi sóng gió cuộn trào Vừa rồi Hoành Thiên Giai còn đang nghĩ, nếu những người đó không tới, tuyệt đối cũng không liên quan gì đến tên Giang Hải đó, nhưng thật sự không ngờ tới lại là thủ đoạn này. Chỉ là món quà nhỏ, chủ tịch cơ, quà cắp quan trọng là tấm lòng, anh nhất định đừng chê cười. Ngoặc kép, Giang Hải cười nhẹ, coi như là chuyện rất thường tình. Hoành Thiên Giai thở ra một hơi dài, anh ta thật sự rất muốn tát cho Giang Hải vài cái. Nghe nói tập đoàn Uyển như cũng tổ chức một bữa tiệc, Ồ, tôi nhớ rồi, là ở sảnh tiệc đối diện, nhưng cũng thật không may, mấy khách khứa của anh, sợ là đang dự tiệc bên chỗ chúng tôi cả rồi. Ngoặc kép, cố Uyển Như vẫn chưa nhìn ra vấn đề, một mặt mỉm cười, không sao đâu, tập đoàn Uyển Như làm sao có thể so bì với chủ tịch cơ được chứ. Tôi cũng không ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều tập trung ở đây, đến lúc đó khách ít một chút cũng không sao cả. Ngoặc kép, không phải ít, mà là một người cũng không có. Trong khi nói, ánh mắt của Hoành Thiên Giai từ trên người của Giang Hải hướng về phía cầu thang. Ở đằng kia, anh ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngay lập tức, khuôn mặt của Hoành Thiên Giai nở một nụ cười đắc thắng. Nụ cười dần dần lan ra toàn bộ khuôn mặt, có chút kiêu ngạo. Người đó là ông chủ của tập đoàn Vạn Ban, tồn tại ngang hàng với thế gia, thôi hiệu, mọi người thường gọi anh ta là thôi bách vạn. Đương nhiên, tài sản của thôi hiệu đâu chỉ có vài triệu, nghe nói anh ta có thể huy động nguồn vốn lên đến hàng trăm nghìn tỷ nghe qua con số thật sự có chút khủng bố nhưng mối quan hệ xã giao của thôi hiệu quả thực rất rộng anh ta chỉ quan tâm việc kinh doanh không có người nào là không kiếm được tiền cho nên anh ta đã lập ra một quỹ đầu tư vô số người bất kể là dự án nào đều có thể được rót tiền ngay lập tức không thể không nói dũng khí thách thức uy quyền của anh quả thực rất đáng khâm phục hoành thiên giai mỉm cười đắc thắng nói có điều, sợ là để anh thất vọng rồi. Ngoặc kép, Giang Hải nhún vai, lãnh đạm nhìn theo ánh mắt của Hoành Thiên Giai. Thật không, cứ chờ xem. Vậy thì cứ chờ xem. Nụ cười của Hoành Thiên Giai càng thêm tràn đầy, Giang Hải dù sao cũng là một tên nhãi nhép, ngay cả thôi hiệu mà cũng không nhận ra. Tuy rằng không biết Giang Hải đã dùng cách gì để ngăn cản những người này tới thành phố Giang Thanh, nhưng hiển nhiên không phải vì anh ta lợi hại, mà chỉ đơn giản là âm thầm dở thủ đoạn sự xuất hiện của thôi hiệu hoàn toàn đánh tan lo lắng của hoành thiên giai, cuối cùng anh ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người thứ nhất xuất hiện, đương nhiên là sẽ có người thứ hai rồi. Ánh mắt Giang Hải lạnh lùng, giống như đang nhìn một kẻ ngốc, nụ cười lạnh tanh lóe lên. Lại nhìn danh sách trong tay, hoành thiên giai nhẹ nhàng vỗ ngực Giang Hải. Món quà của anh có lẽ gửi đến không đúng chỗ rồi. Ngoặc kép, lời nói đầy mỉa mai lướt qua Giang Hải nhìn về phía Thôi Hiệu đang đi tới, lúc đi ngang qua còn cố tình đụng phải vai của Giang Hải. Hoành Thiên Giai muốn tự mình chạy ra đón tiếp, trên khuôn mặt còn nở nụ cười niềm nở, Thôi Hiệu, thực sự là bạn tốt của anh ta. Ánh mắt Giang Hải lạnh lùng nhìn anh ta, cứ như vậy đứng yên một chỗ. Đó không phải là chủ tịch cơ sao, có người hơi ngạc nhiên khi nhận ra bước chân vội vàng của Hoành Thiên Giai. Người nào lại khiến Hoành Thiên Giai chạy ra đón tiếp nồng nhiệt như vậy chứ? ngay sau đó cũng đã có người nhận ra thôi hiệu, thấp giọng kêu lên, không ngờ hoành thiên giai thật sự có thể mời được người của gia tộc phía bắc đến, hơn nữa còn lại là một người vô cùng nặng ký, thôi hiệu. Lúc này thôi hiệu cũng đang đi tới hướng này, nhìn thấy người mình cần tìm, cúi đầu nhìn ảnh chụp trên điện thoại, nghiêm túc xác nhận. Hai người càng lúc càng gần, hoành thiên giai từ xa mỉm cười đưa tay ra. Thôi tổng, anh thật sự đã đến rồi, tôi đứng ở đây đợi anh nửa ngày trời rồi. Ngoặc kép hoành thiên giai thân là hoàng tộc có thể tiến tới hai bữa cũng xem như là nể mặt thôi hiệu lắm rồi càng huống hồ là đích thân ra nghênh đón thôi hiệu nhất định sẽ rất kích động không chỉ bắt tay mà còn nhẹ nhàng ôm hoành thiên giai một cái để thể hiện tình bạn tốt tuy nhiên thôi hiệu vẫn kiên định bước về phía trước bước chân rất nhanh khi hai người cách nhau hai mét ánh mắt thôi hiệu cuối cùng cũng rơi vào trên người hoành thiên giai tuy nhiên không có chút biểu cảm nào ngay lập tức trong ánh mắt đờ đẫn của bao người, Thôi Hiệu và Hoành Thiên Giai lướt qua nhau. Bàn tay duỗi ra của Hoành Thiên Giai lúc này đông cứng lại trong không khí, cả người anh ta cũng trở nên cứng đờ. Từ xa, Thôi Hiệu vươn tay, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, đi về phía Giang Hải. Xin lỗi, anh là anh Giang. Thôi Hiệu đưa tay ra một cách cung kính, vô cùng lịch sự. Hai người bắt tay nhau, Giang Hải cười lịch sự, không khiêm tốn cũng không hống hách. Là tôi, ngoặc kép thở phào một hơi nhẹ nhõm thôi hiệu nói tôi tới đây để dự tiệc chiêu đãi doanh nghiệp của tập đoàn uyển như anh giang anh không trách tôi không mời mà tới chứ cố uyển như ở bên cạnh cũng sững sờ nếu cô không nhìn nhầm thì người này chính là thôi hiệu người thường xuyên tiếp xúc với các tạp chí thương mại chính là người được lên trang bìa của tạp chí thương mại tuần trước sau đó cô ngơ ngác liếc nhìn giang hải bên cạnh anh ấy thật sự quen biết tới thôi hiệu sao không đúng Thôi Hiệu dường như không nhận ra Giang Hải, đây, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Không chỉ mỗi Cố Uyển Như, mà ngay cả Hoành Thiên giai lúc này cũng vô cùng sửng sốt. Anh ta bước tới chào hỏi, duỗi tay ra rất lịch sự, nhưng Thôi Hiệu lại chọn cách phất lờ, bước về phía trước bắt chuyện với Giang Hải. Chuyện này làm sao có thể? Thôi Hiệu là người mà anh ta mời tới mà. Một cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận không gì sánh được, xấu hổ vô cùng cảm giác như bị tát vài cái, thật muốn tìm một chỗ để chui đầu vào. Hoành thiên dai tức giận, toàn thân run lên, sắc mặt đỏ bừng, đầu óc lù bù, thân thể chấn động, suýt nữa ngã nhào. Anh ta khó có thể chấp nhận một chuyện như vậy lại xảy ra. Mọi người xung quanh cũng choáng váng không kém. Một số người quen biết thôi hiệu cũng vô cùng kinh ngạc nhiên, sao nhân vật máu mặt như vậy lại có thể chủ động chào hỏi Giang Hải. Ngay cả khi bọn họ không biết đến thôi hiệu, nhưng bọn họ đều nhìn thấy rất rõ ràng, cái bắt tay của Hoành Thiên giai bị phớt lờ. Rõ ràng, địa vị của Thôi Hiệu còn cao hơn cả Hoành Thiên giai. Nhưng, vị khách này lại rất khách sáo với Giang Hải. Anh là Thôi Hiệu, Thôi tổng, Cố Uyển Như cẩn thận hỏi. Chính là tôi, Thôi Hiệu nhìn Cố Uyển Như. Chương 202, mặt mũi nha. Thôi Hiệu vỗ trán, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hai tay đưa tới, tôi đến hơi muộn, chỉ mang theo một món quà nhỏ, thể hiện chút lòng thành, mong cô cố không cười nhạo. Ngoặc kép, tặng tôi, cố huyền như khó có thể tưởng tượng được, lần đầu tiên gặp mặt thôi hiệu lại bất ngờ tặng cô một món quà. Nhưng họ không quen biết nhau. Giang Hải cười nhẹ, đây là tâm ý của anh thôi, em nhất định phải nhận lấy. Vẻ mặt của anh vô cùng bình ổn, coi hành động của thôi hiệu chỉ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, những người xung quanh thì xôn xao bàn tán truyền đến đủ thứ kiểu bình luận đương nhiên còn có cả việc hoành thiên giai bị người ta cố tình bỏ qua trở thành trò cười tuy không ai dám lên tiếng nhưng tự trong thâm tâm bọn họ đã coi anh ta là đối tượng chế diễu rồi thôi hiệu luôn đối xử ôn hòa với mọi người rất hài hòa không bao giờ mâu thuẫn với bất kỳ ai khi đi ngang qua hoành thiên giai ra đầu thôi hiệu có chút tê dại anh ta không muốn đắc tội hoàng tộc mặc dù Hoành Thiên Giai không phải là người trong nội tộc của nhà họ Hoàng, nhưng thêm bạn bất thủ vẫn tốt hơn. Nhưng lần này, anh ta phải lựa chọn làm mất mặt Hoành Thiên Giai để đứng về phía Giang Hải. Anh ta cũng không còn cách nào khác. Lúc đầu, anh ta nhận được lời mời của Hoành Thiên Giai thì đã đồng ý mà không hề suy nghĩ gì, vì cũng thật trùng hợp là tập đoàn Vạn Bang cũng đang muốn đầu tư vào một số dự án ở Hải Đông. Nhưng, ngay trước khi anh ta lên đường đi dự tiệc, Thôi Hiệu đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Danh tính của người trong điện thoại cũng không tầm thường. Mọi việc anh ta làm vào lúc này đều thực hiện theo đúng yêu cầu của nhân vật bí ẩn đó. Còn về phần Giang Hải là ai, anh ta cũng hoàn toàn không biết. Anh ta không muốn xúc phạm đến Hoành Thiên Gai, muốn trách, chỉ có thể trách Hoành Thiên Gai đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đứng ở trước mặt Giang Hải, Thôi Hiệu bất giác nhìn chằm chằm vào anh. Thiếu niên trước mặt thật ra có thân phận gì? nhân vật lớn đó lại phải đích thân gọi điện đến, còn muốn nâng đỡ cho thiếu niên trước mặt này. Cố huyền như mở chiếc hộp ra, bên trong có một viên kim cương rất to ánh lên ngũ sắc. Không, không, món này quá quý giá, anh thôi, tôi thực sự không thể nhận món quà này được. Ngoặc kép, cố huyền như sau khi xác nhận món quà đã bị sốc. Một viên kim cương lớn như vậy, giá trị chắc chắn là không nhỏ, nhất định phải là một cái giá trên trời chưa kể đây là lần đầu gặp mặt cho dù cả hai có quen biết nhiều năm đi chăng nữa cố uyển như cũng không thể nhận một món quà quý giá như vậy được thôi hiệu khẽ cười chỉ là món quà nhỏ cô cố mong cô đừng từ chối ngoặc kép thôi hiệu thật sự là có ý muốn tặng quà cho cố uyển như sao thật ra lý do thực sự chính là muốn khiến giang hải vui vẻ nói chính xác hơn là khiến cho nhân vật bí ẩn đó cảm thấy hài lòng vỗ vai cố uyển như vợ à có người tặng quà thì đương nhiên phải nhận rồi, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ngoặc kép, vậy thì không được. Cố huyền như ngay lập tức cất viên kim cương vào trong hộp lại rồi cung kính trả lại cho thôi hiệu. Anh thôi, tôi thực sự xin lỗi, tôi thật sự rất biết ơn tấm lòng tốt của anh, nhưng món quà này quá đắt giá. Ngoặc kép, ở hiện trường, mỹ nữ tham gia buổi tiệc cũng không ít, khi bọn họ nhìn thấy viên kim cương của thôi hiệu, hiển nhiên ánh mắt đều hiện ra vẻ rung động đám đàn ông thì suy nghĩ ngày càng phức tạp bọn họ đều hoài nghi về mối quan hệ giữa thôi hiệu và cố uyển như tập đoàn uyển như hẳn là phải có lai lịch lớn như trời nếu không thì thôi hiệu làm sao có thể ăn nói khép nép như vậy cô cố nếu cô không nhận tôi thật sự rất khó xử thôi hiệu lau mồ hôi trên trán cẩn thận nhìn giang hải nhớ lại gương mặt của nhân vật lớn kia liệu thiếu niên này có phải là con riêng của ông ta không nhưng nhìn cũng không giống cái này. Được rồi, mau nhận đi, của cải không nên để lộ ra ngoài." Giang Hải nói xong nhét đem quà nhỏ vào trong túi. Dù sao thì chiếc váy của Cố Uyển như cũng không có túi. Sau đó, Giang Hải cúi người, nhặt tờ danh sách trên mặt đất lên, lại bước tới đứng trước mặt Hoành Thiên Gai. "Chủ tịch cơ, anh có hài lòng với món quà này không?" Khuôn mặt Hoành Thiên Gai đỏ bừng, vô cùng khó có coi. "Anh, anh rốt cuộc là ai?" Lúc này nếu có người nói Giang Hải chỉ là một cô nhi của thành phố Giang Tư, không có lai lịch, mấy tháng trước mới trở về, trở thành một kẻ ở rể vô dụng. Có đánh chết anh ta cũng sẽ không tin. Không có lai lịch mà có thể có nhiều cao thủ như vậy đi theo bảo vệ sao? Không có xuất thân, tập đoàn Uyển như lại có thể phát triển tốt đến như vậy sao? Không có lai lịch mà Hoành Độ Dương thà trở mặt với anh ta cũng phải bảo vệ cho tập đoàn Uyển như sao? Hoành Độ Dương vốn nổi tiếng là kẻ mưu mô xảo quyệt không có lai lịch, thôi hiệu lại có thể làm ra loại hành vi như thế này sao? Trừ khi anh ta đã bị một con lừa đá hỏng đầu óc. Tôi, là người đến thành phố Giang Thanh tặng quà cho anh. Ngoặc kép, Giang Hải mỉm cười, mang theo ý lạnh. Hoành thiên giai thông đồng với nhà họ hòa ở phía bắc muốn chặn đường anh, để cố uyển như rơi vào nguy hiểm. Chuyện này không thể cứ qua loa mà cho qua được. Cả nhà họ hòa và hoành thiên giai đều phải trả giá, Quà của tôi, anh hài lòng chứ? Hoành thiên Giai nghiến răng nói từng chữ tôi, rất, hài, lòng, sau này, tôi, cũng, sẽ, khiến, cho, anh, giang, hài, lòng. Ngoặc kép, làm tôi hài lòng, vậy thì không dễ đâu. Giang Hải nói, hiện tại, còn lâu mới đạt được kết quả mong đợi của tôi. Ngoặc kép, tôi rất muốn nhìn thấy chủ tịch cơ, nét mặt đầy màu sắc, giống như, giống như ăn phải một đống phân vậy ngoặc kép giang hải vừa nói xong hoành thiên giai còn chưa kịp phản ứng thì ở phía sau giữa đám đông có một tiếng la lớn giang hải anh là cái thá gì mà dám đứng trước mặt chủ tịch cơ phát ngôn bừa bãi bây giờ ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi chủ tịch cơ nếu không hậu quả tự gánh ngoặc kép hậu quả giang hải chế nhạo dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ung tiểu ni quả nhiên giống như cố uyển như đã nói lúc đó không nên cho nhà họ ung bất cứ cơ hội nào mà nên một phát dẫm chết bọn họ cho dù có cảm động trước sự hiếu thuận của cố thượng muốn cho anh ta một ít tiền cũng không nên dùng cách này ung tiểu thư sẽ sớm thôi cô sẽ biết thế nào là hậu quả ngoặc kép tập đoàn uyển như sẽ đòi lại không thiếu một đồng đòi tất cả các món nợ về cũng sẽ khiến một số người phải trả giá đắt ngoặc kép ánh mắt giang hải mang theo tia sát khí lạnh lùng liếc nhìn xung quanh ở giữa đám đông anh thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của Hoạt Tiến. Ung Tiểu Ni sừng sốt trong phút chốc, biết Giang Hải đang muốn nói tới chuyện giá cả, đột nhiên đôi mắt cô ta co rúm lại, như muốn né tránh, không dám nhìn thẳng vào Giang Hải. Giang Hải quá tự tin, lẽ nào đã thu thập được chứng cứ gì rồi sao? Lúc này trong thang máy có không ít người bước ra, ở phía bắc, bọn họ đều có một chỗ đứa vững chắc, anh tài của mọi ngành nghề, thần thoại của mọi tầng lớp, nhiều người còn có thể gọi là truyền thuyết thậm chí trong đó còn có vài người, Hoành Thiên giai đã mời, nhưng đối phương đã nói không chắc sẽ tham dự. Tuy nhiên, vào lúc này, những người này đều có mặt ở đây, còn đến cùng nhau. Từng người một, trong bộ vest lịch hiệp và giày da bóng loáng, dáng vẻ đầy sức sống và khí chất phi phàm. Bọn họ trò chuyện với nhau, bầu không khí rất náo nhiệt. Phía sau đám người đó còn dẫn theo một đám trợ lý, hùng hổ bước tới dưới sự hướng dẫn của một người phục vụ trong khách sạn, bọn họ đi về phía lối vào của sảnh tiệc. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, dù không nhận ra đầy đủ nhưng ít ra bọn họ cũng biết được một số. Thành phố Giang Thanh đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Tại sao cùng một lúc lại xuất hiện nhiều ông lớn đến như vậy? Những người này đều là do Hoành Thiên Giai mời đến. Nếu đúng như vậy, với số vốn đầu tư lớn như thế này, tỉnh Hải Đông E rằng sẽ bay cao như diều gặp gió hoành thiên giai đương nhiên cũng nhìn thấy điều này anh ta liếc nhìn giang hải bằng ánh mắt hung dữ hư lạnh một tiếng trong lòng gợi lên một tia diếu cợt giang hải cho dù anh có dùng mọi thủ đoạn gì để lôi kéo thôi hiệu đứng về phía mình thì có làm sao thôi hiệu chỉ là một người mà thôi cho dù có nhiều thêm dăm ba người nữa thì có ảnh hưởng gì thôi hiệu trong đám người này chẳng qua cũng chỉ được xếp ở hạng chung có thể gây ra sóng to gió lớn gì chứ giang hải lẽ nào anh cũng có thể khiến đám người này đứng về phía mình. Ngoặc kép, vẻ mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ đắc ý. Ở thành phố Giang Thanh, suy cho cùng anh ta mới là vua, anh ta mới là chủ tịch thành phố, cũng chỉ có anh ta mới có quyền đưa qua quy tắc. Tập đoàn Uyển Như đã định là phải thất bại, Giang Hải cũng đã định là sẽ phải quỳ dưới chân anh ta, cầu xin sự thương xót. Nghe vậy, Giang Hải rừng dưng nhìn Hoành Thiên Giai, đột nhiên chế nhạo, sau đó quay sang Hoành Thiên Giai làm động tác mời rất rõ ràng, Giang Hải muốn khiến Hoành Thiên Giai giống như một con chó chạy lên phía trước nghênh đón khách. Hoành Thiên Giai cười thầm trong bụng. Giang Hải, sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy, vẻ mặt bình tĩnh đó dường như cho thấy mọi thứ đã nằm trong sự kiểm soát của anh vậy. Vốn dĩ đang tràn sự đầy tự tin, nhưng với cử chỉ của Giang Hải lúc này, Hoành Thiên Giai cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Nhìn thấy đám người tới tham gia bữa tiệc, ánh mắt anh ta vô cùng khẩn thiết tựa hồ như muốn ngay lập tức dựa vào cặp đùi béo bở này, dựa vào thế lực của những gia tộc phía Bắc, trong ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hoành Thiên Giai vứt tất cả những luồng suy nghĩ khó chịu này ra khỏi đầu mình. Hoành Thiên Giai lại hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười thân thiện, lấy lại vẻ tự tin, chạy tới nghênh đón nhóm các ông lớn kia. Những người này đều đã được gửi thư mời. Theo như anh ta thấy, Lần này Giang Hải thật là tự chuốc hỏa vào thân rồi. Ngay cả khi Giang Hải đem đến một chiếc quan tài ghê tởm, giả vờ ra vẻ lợi hại, kết quả cuối cùng cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Với chỉ số IQ như này, anh ta chỉ xứng làm một thằng ở rể mà thôi. Hoành Thiên giai thân là người của hoàng tộc, có thể tỏ thái độ thân thiện như vậy, cũng đã mang lại cho các thương gia này không ít mặt mũi rồi. Hoàng tổng, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Từ tổng lần trước chúng ta gặp nhau cũng đã hơn một năm rồi phải không? Ồ, quan tổng, anh có vẻ béo hơn trước nhiều rồi. Ngoặc kép, Hoành Thiên Giai làm một động tác mời chào nồng nhiệt, dàn đường cho bọn họ đi tới. Nhưng những vị khách quý này đồng loạt phớt lờ anh ta, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta một cái. Bên cạnh không còn ai ngáng đường, tất cả bọn họ đều đi thẳng đến chỗ Giang Hải. Vẻ mặt của Hoành Thiên Giai cứng đờ, khuôn mặt co quắp, hai tay không ngừng run rẩy ánh mắt trở nên vô cùng ủ rũ. Lúc này anh ta mới hiểu, tất cả, tất cả mọi thứ đều chỉ là đang tự làm nhục chính mình. Giang Hải làm được rồi, thực sự đã làm được rồi, những người này đều đến vì Giang Hải. Nhưng tại sao lại có thể làm được như vậy? Anh ta đã kiểm tra lý lịch của Giang Hải không dưới 10 lần, nhưng kết quả đều đồng nhất một cách đáng kinh ngạc. Có thể nói là chống không, hoặc cũng có thể nói là không có lai lịch gì cả nhìn đám thương gia đi lướt ngang qua bên cạnh mình mà không thèm nhìn một cái khuôn mặt hoành thiên giai nóng ran đau đớn vẻ mặt của hoành thiên giai thay đổi từ sốc đến tức giận rồi đến tê dại cuối cùng là một khuôn mặt đông cứng và tái nhợt anh ta rốt cuộc tại sao lại có thể làm được chuyện này nội tâm gầm lên giữ nội cảm thấy trời đất quay cuồng thế trận hôm nay không phải dành cho tập đoàn uyển như mà đặc biệt chuẩn bị tự làm mình xấu hổ sao những ông lớn ở phía bắc lúc này đều đến trước mặt Giang Hải, trao nhau những những lời chào hỏi lịch sự, mà mỗi người đều lấy ra một món quà đưa về phía Cố Uyển Như. Cố Uyển Như vô cùng sướng sờ, món quà nào cũng đều có giá trị rất lớn. chương 203, có chút khó hiểu. Hoành Thiên Giai đứng ngơ tại chỗ, hai mắt đờ đẫn, trống rỗng. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta lại vang lên, một hồi lâu, anh ta mới ngẩn người trả lời. Nhưng ngay lập tức, hoành thiên giai đột ngột mở to hai mắt giọng nói trong điện thoại cực kỳ lạnh lùng hoành thiên giai anh có biết giang hải không anh đúng là đồ khốn lồng ngực hoành thiên giai co thắt trở lại cả người không khỏi run lên nhân vật lớn đó nói với anh ta đắc tội với giang hải đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết chính là muốn mắng cho anh ta tỉnh ra đừng có điên cuồng đâm đầu vào chỗ chết nữa anh ta rốt cuộc là có thân phận như thế nào anh không xứng để biết lập tức xin lỗi anh Giang, nếu anh ấy không tha thứ cho anh, thì lo mà cuốn gói đi là vừa. Nói xong, nhân vật lớn đó cúp máy, Hoành Thiên Giai đứng tại chỗ sững sờ kinh hãi. Ánh mắt anh ta tràn đầy tuyệt vọng. Anh ta xuất thân hoàng tộc, hoàng tộc là người thống trị áp đảo ở phương Đông. Lẽ nào còn không đáng biết thân phận của Giang Hải hay sao? Nếu như Giang Hải thực sự không tha cho anh ta, trước chủ tịch thành phố này cũng coi như xong rồi. Giang Hải có thể ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm hoàng tộc sao? Anh ta thực sự có quyền lực đến vậy sao? Không cần phải hoài nghi nữa, người đàn ông này không có lý do gì để nói mấy lời xàm ngôn hù dọa anh ta cả. Tất cả chuyện này đều là sự thật. Không, không đúng, Hoành Thiên Giai đột nhiên hiểu được, nếu bây giờ anh ta tiếp tục đối đầu với Giang Hải, không chỉ mất cái ghế này, mà ngay cả cái đầu này cũng giữ không nổi nữa. Bên kia, Hồ Uyển như lần lượt nhận các món quà trước mặt đẩy tới nhiều thứ như vậy, muốn từ chối cũng không biết làm cách nào. Cho dù có muốn trả lại cũng không biết món này là của ai. Đối mặt với rất nhiều ông chủ lớn, cỗ huyền như đỏ bừng mặt, vô cùng phấn khích. Những gia tộc ở thành phố Giang Thanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng như nổi lên một cơn rông bão. Đều là mấy lão cáo già, làm sao có thể không nhận ra nên đứng về phe nào. Nhưng mà, tất cả bọn họ đều không nhúc nhích, lẳng lặng chậm rãi lui về phía sau mấy bước bọn họ rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp đối với các gia tộc ở phía bắc này có thể thấy thế lực của tập đoàn uyển như lớn như vậy nếu cùng bọn họ hợp tác chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất tuy nhiên với tình hình hiện tại bọn họ cũng không thể biểu lộ quá nhiều không thể đắc tội hoành thiên giai dù sao anh ta cũng là chủ tịch của thành phố giang thanh không thể hợp tác được với những nhân vật lớn ở phía bắc này chẳng nhẽ còn không thể trốn sao. Các ông lớn đánh nhau bọn họ không thể tùy ý can dự, càng không dám đục nước béo cò, chỉ vì một chút lợi lộc mà đẩy gia tộc của mình xuống vực sâu. Sau khi giao lưu với Cố Uyển Như, mấy ông lớn đó quay người đi thẳng về phía đối diện, nơi có sảnh tiệc được tập đoàn Uyển Như bao chọn. Thôi Hiệu bước đến bên cạnh Hoành Thiên Giai, trên mặt lộ rõ vẻ đau khổ, chủ tịch cơ, tôi xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của người khác, cũng không còn có cách nào hoành thiên giai đột nhiên bừng tỉnh đột ngột ngẩng đều lên anh ta biết bây giờ nên làm thế nào rồi nếu bây giờ không ra mặt xin lỗi giang hải không nhận được sự tha thứ của giang hải thì anh ta sẽ không còn đường ở lại thành phố giang thanh nữa bước từng bước nặng nề đi tới trước mặt giang hải anh anh giang mong anh tha thứ cho tôi lúc trước mạo phạm tôi không nên đắc tội với anh giọng nói anh ta rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn có nhiều người nghe thấy hoành thiên giai thực sự cúi người khom lưng xin lỗi giang hải nhưng giang hải vẻ mặt kiêu ngạo không thèm quan tâm đến hoành thiên giai giang hải khẽ nói quà của tôi anh có nhận không nhận tôi nhận giang hải nhếch miệng cười anh sẽ không chỉ vì hoành thiên giai cúi đầu nhận lỗi mà tha thứ cho những chuyện bẩn thỉu mà anh ta đã làm trước đây một tiếng hừ lạnh lẽ nào chủ tịch cơ không có ý định mở món quà mà tôi tặng trước mặt mọi người sao âm một tiếng đầu óc hoành thiên giai nổ như sấm mở nó ra trước mặt mọi người mở cái hộp đó bên trong có một cỗ quan tài trước mặt nhiều người như vậy nhận món quà này thể diện của hoàng tộc coi như mất sạch cỗ quan tài quan cư nhất phẩm tài cao tám đấu kia chuyện này chẳng khác gì tự mình nắm lấy tay giang hải rồi tự tát điên cuồng vào mặt mình nhưng vấn đề then chốt bây giờ chính là hoành thiên giai vẫn phải làm như rất vui vẻ nhận lấy món quà của Giang Hải. Mở quà trước mặt mọi người cũng coi như là tôn trọng khách mời, lẽ nào chủ tịch cơ coi thường món quà mà Giang Hải tôi tặng sao? Vẻ mặt của Giang Hải vô cùng bình thản, giọng nói lạnh lùng, điều này khiến thân thể và tâm trí của Hoành Thiên giai một lần nữa ớn lạnh. Lần này, là lạnh lẽo đến cực hạt, mặt mũi của anh ta đã bị Giang Hải dẫm lên chẳng còn tí gì. Không chỉ vậy, chuyện này còn khiến cho đám quyền quý đứng bên cạnh đều dán mắt nhìn. Không thể cứu vớt được chút mặt mũi nào nữa. Không, đâu có, đâu có. Nếu như mất đi cái chức chủ tịch thành phố này, Hoành Thiên giai cho dù có là hoàng tộc, lời nói cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Hoành Thiên giai là người thông minh, biết rằng giờ phút này không phải là lúc để tâm đến thể diện. Lập tức thân thể có phần run rẩy, xoay người lại. "Giúp tôi mở chiếc hộp đó ra." Vài nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ ngay lập tức bước tới chiếc hộp vừa mở ra một góc nhỏ đã nhìn thấy rõ thứ bên trong là gì ngay tại hội trường đã nổ ra một cuộc thảo luận sôi nổi quan tài có phải mắt tôi có vấn đề không thật sự là quan tan sao chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy ai lại mang quan tài tới chỗ này là tập đoàn uyển như một tên nhóc của một thế gia sắc mặt đột ngột thay đổi rồi hét lớn lên cái địch gan cũng lớn thật đấy còn dám mang cố quan tài đến chỗ chủ tịch cơ vào lúc này Bốp, ngay sau đó, một người lớn trong nhà đã dạy dỗ anh ta một bài học, tắt anh ta một cái thật mạnh. Đây là chỗ cho mày lên tiếng à? Ngoặc kép ngoặc kép. Không một ai dám lên tiếng, thậm chí một số người còn truyền nhau ánh mắt ám thị như không nhìn thấy thứ gì cả. Chủ tịch cơ, anh có thích món quà của tôi không? Thích, thích. Hoành thiên Giai cũng không biết từ này rốt cuộc là lọt ra từ khẽ răng nào, sắc mặt xanh tím, anh ta rất muốn đánh chết tên giang hải này. Giang Hải cười chế nhạo, sau đó lại nói, nghe nói những người được tập đoàn huyền như mời đến, đều đã tham gia tiệc của chủ tịch cơ, không biết tin tức này có đúng không? Chuyện này, Hoành Thiên ra hít sâu một hơi sâu, chẳng còn mặt mũi nào cả, hoàn toàn bị Giang Hải trà đạp rồi. Tôi không có tổ chức bữa tiệc nào cả. Thì ra là như vậy, Giang Hải cười nói, vậy, một số người không muốn tham gia tiệc của tập đoàn huyền như là vì sao? Không, không, bọn họ nhất định sẽ tới. Hoành Thiên Giai cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt Giang Hải bình tĩnh bước đi, khi đi ngang qua Hoành Thiên Giai còn va nhẹ vào vai của anh ta. Hoành Thiên Giai lảo đảo, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Hải. Đừng có không biết sống chết, hiểu không? Đây là một lời cảnh báo, cũng đồng thời là một tối hậu thư. Nếu Hoành Thiên Giai cứ muốn tìm chết, Giang Hải cũng không ngại yêu cầu đổi một người mới làm chủ tịch thành phố Giang Thanh. Cho dù là hoàng tộc, chỉ cần một câu nói của giang hải cũng xong chuyện hoành thiên giai im lặng giang hải từ từ rời đi đám người quyền quý ở thành phố giang thanh cũng xứng sở ngay tại chỗ bầu không khí rất kỳ quái không một tiếng động vô cùng an tính bọn họ cũng không ngừng thì thầm thầm chỉ trỏ hoành thiên giai hoành thiên giai nói tôi nghe nói mọi người muốn đến tham gia tiệc của tập đoàn uyển như vậy thì tôi cũng không giữ lại nữa nói xong khuôn mặt của hoành thiên giai trở nên méo mó Toàn thân gần như co rúm lại, liếc mắt nhìn theo hướng Giang Hải. Sau đó, khuôn mặt xám xịt rời đi. Mọi người, đi cũng không được không đi cũng không được. Ai cũng nhìn ra trong lòng Hoành Thiên Gai lúc này là đang ôm hận. Một người cấp dưới của Hoành Thiên Gai đứng ra thông báo, "Các vị quan khách, chủ tịch cơ hy vọng mọi người đến tham gia tiệc của tập đoàn Uyển Như." Chỉ một câu nói, hiện trường đã náo động lên hẳn. Trong cuộc đối đầu giữa Hoành Thiên Gai và Giang Hải, có thể thấy rằng hoành thiên giai đã bị đánh bại hoàn toàn hơn nữa anh ta còn phải cúi đầu trước tập đoàn uyển như trong lòng mang theo sự hồi hộp cuối cùng cũng có người đầu tiên bước đi về hướng hội trường bữa tiệc của tập đoàn uyển như ung tiểu ni đảo mắt sau đó cũng bước theo rất rõ ràng mặc dù hoành thiên giai là chủ tịch của thành phố giang thanh nhưng sau này chắc chắn không thể là hậu thuẫn để cô ta có thể đối đầu với tập đoàn uyển như được nữa nếu đã như vậy chỉ bằng nhà họ ung cứ an phận mà hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng tập đoàn Uyển Như lại không chào đón cô ta. Trước mặt mọi người, bọn họ đưa ra một loạt bằng chứng để chứng minh rằng nhà họ ung ở thành phố Giang Thanh đã cố tình làm lũng đoạn thị trường, vi phạm hợp đồng. Tập đoàn Uyển Như đã có đầy đủ bằng chứng để không chỉ hủy bỏ hợp tác với Sơn Hà họ ung, rút lại quyền bán hàng, mà còn yêu cầu nhà họ ung phải bồi thường mọi tổn thất. Tình hình không thể cứu vãn, sụp đổ hoàn toàn. Nếu nhà họ ung bồi thường thì bọn họ chỉ còn cách phá sản. Ung tiểu ni gần như ngã quỵ xuống đất, ngay sau đó, như bắt được một sợi rơm cứu mạng, vội vàng đuổi theo Hoành Thiên Giai. Hoành Thiên Giai đã rời đi, điện thoại cũng không bắt máy, cô ta có tìm đến cửa Hoành Thiên Giai cũng không thèm gặp. Ung tiểu ni biết mình đã bị bỏ rơi. Mọi hậu quả, chỉ có mình nhà họ ung gánh chịu. Ngay lập tức, ung tiểu ni gọi ngay cho cố thượng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của Cố Thượng. Có điều, thứ mà Cố Thượng đưa cho cô ta lại là một tờ thỏa thuận ly hôn. Cố Thượng chuẩn bị đưa Cố Hạo Dân trở lại thành phố Giang Tư, Cố huyền Như đã hứa với anh ta, có thể sắp xếp cho Cố Hạo Dân đến một viện dưỡng lão thuộc tập đoàn Uyển Như để an dưỡng tuổi già. Cố Thượng cảm động đến rơi nước mắt, Cố Hạo Dân thì cũng không ngừng rơi lệ. Thật không ngờ, bọn họ đối xử với tập đoàn Uyển Như như vậy nhưng cố uyển như vẫn có thể lấy đức báo oán. Bên trong hội trường, không khí vô cùng náo nhiệt. Người bận rộn nhất vẫn là cố uyển như. Mọi người chào đón lẫn nhau, trên khuôn mặt đều hiện lên nụ cười niềm nở, tất cả bọn họ đều muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với tập đoàn uyển như. Vào lúc này, ai mà không nhận ra tập đoàn uyển như sẽ lên như diều gặp gió. Thỏa thuận hợp tác trước đó với tập đoàn uyển như phải cố gắng chấp lấy thời cơ. Tại hội trường, Thôi Hiệu và những người khác đã tuyên bố công khai rằng bọn họ sẽ hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Mấy ông lớn đến từ phía Bắc cũng đã thông báo công khai bọn họ sẽ cùng nhau thành lập một công ty mới, để không chỉ hợp tác với những dự án của tập đoàn Uyển Như mà còn đào sâu hơn vào các dự án phái sinh. Điều quan trọng nhất chính là các dự án này không từ chối nguồn tiền của các gia tộc ở thành phố Giang Thanh, hoàn toàn giống như có tiền thì mọi người sẽ cùng kiếm vậy. Giang Hải giống như con ma đói, ăn uống ngấu nghiến, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Ngay cả nhân viên của tập đoàn Uyển Như cũng có chút xấu hổ. Giang Hải cái gì cũng tốt, chỉ có điều tướng ăn thật sự không thể cảm nổi. Bọn họ không hề biết rằng, sau 5 năm kể từ khi bước chân ra khỏi thế giới ngầm, thứ mà Giang Hải xem là quý giá nhất, chính là đồ ăn. Nghe thấy câu nói của Thôi Hiệu, Giang Hải cười chế nhạo, bọn cáo giả này thật là giỏi tính toán. Đầu tư chung, nghe có vẻ rất hay, nhưng thực chất mỗi người bỏ ra một ít tiền, coi như cho nhân vật lớn đó một chút thể diện mà thôi. chương 204, bất ngờ hay ý đồ. Mấy tập đoàn phía Bắc đúng là ếch ngồi đáy giếng. Không bao lâu nữa địa vị của tập đoàn Uyển như so với bọn họ sẽ một chín một người, đến lúc đó, nói đến chuyện hợp tác e rằng không dễ dàng như vậy. Đợi đến khi đám người thôi hiệu đó đến cầu xin hợp tác với tập đoàn Uyển như bọn họ nhất định sẽ phải hối hận về hành vi của mình ngày hôm nay. Cố Uyển Như ngay lập tức thảo luận với nhóm thư ký, sau đó, tập đoàn Uyển Như đã lấy ra hơn 10 dự án rồi đấu thầu đầu tư ngay tại chỗ. Cả hội trường hò reo vui mừng. Tin tức lan truyền đi nhanh chóng, không chỉ trong thành phố Giang Thanh, mà thậm chí là toàn tỉnh Hải Đông. Hoành Thiên Giai đã mời nhiều quyền quý đến dự tiệc, thậm chí còn mời cả thân hào ở phía Bắc. Tiệc đã được chuẩn bị hoàn tất, nhưng đến giữa đường, áo cưới lại được khoác lên vai tập đoàn Uyển Như, tất cả các khách mời đều chạy đến tiệc của tập đoàn Uyển Như. Bữa tiệc của Hoành Thiên Giai lại trở thành trò cười. Một trò cười thảm bại. Mặc dù không ít người lo lắng, Hoành Thiên Giai sẽ ôm hận vì chuyện này, sau đó điên cuồng trấn áp tập đoàn Uyển Như. Nhưng, việc đầu tư của tập đoàn phía Bắc sẽ bị xáo trộn sao? Hoành Thiên Giai sẽ thực sự dám mạo hiểm như vậy ư? Anh ta dám trở thành kẻ thù với các tập đoàn phía Bắc đó sao? Quyền phát biểu, quyền lực địa vị và cả sức nặng trong lời nói của hoành thiên giai bây giờ đều đã khác so với trước đây tất cả điều này đều nằm trong tính toán của giang hải tuy nhiên anh cũng không quan tâm những gì sẽ xảy ra tiếp theo điều khiến giang hải thất vọng chính là nhà họ hòa ở phía bắc lại không xuất hiện trong bữa tiệc này vốn dĩ còn muốn một mẻ thu gọn ung tiểu ni hoàn toàn tê liệt khuôn mặt như cho tàn chân tay mềm nhũn nhà họ ung thật sự kết thúc rồi Cô ta không ngờ tập đoàn Uyển Như lại phản ứng nhanh đến như vậy. Cô ta cũng không ngờ rằng người mình gài vào tập đoàn Uyển Như lại không thông báo cho cô ta tin tức quan trọng này. Thay đổi bao bì của nhà phân phối không phải là vấn đề lớn, nhưng dưới sự hướng dẫn của Lan Kiều, Cố Uyển Như đã âm thầm dàn xếp những chuyện này. Có hơn 20 sản phẩm bị thay đổi về mẫu mã và bao bì. Thậm chí, cho dù chỉ là một mặt hàng, nhà họ Ung tự ý kê khống hàng hóa thiệt hại cho tập đoàn Uyển như cũng là vô cùng lớn. Nhưng thực tế là 20 mặt hàng, nhà họ ung thực sự sắp phá sản rồi. Cô ta đã cầu xin Hoành Thiên Giai nhưng bị anh ta từ chốt. Cô ta tìm đến Hòa Tiến, Hòa Tiến càng phớt lờ cô ta hơn. Sau đó, cô ta cầu xin cố thượng, thậm chí quỳ xuống dưới chân anh ta. Nhưng kết quả, cố thượng lại dứt khoát cúp ngang điện thoại. Cô ta đã bị cô lập hoàn toàn. Nhắc tới mới nhớ, Nhà họ ông ở thành phố Giang Thanh và tập đoàn Uyển Như không hề ân oán thù hằn gì, tất cả đều là do ông Tiểu Ni tự mình chuốc lấy. Ban đầu cô ta vì cố thượng mà có chút ân oán với Cố Uyển Như, nhưng lúc đó chỉ đơn giản là sự ghen tị của một người phụ nữ mà thôi. Nhưng sau đó, liên tiếp những hành vi nhắm vào tập đoàn Uyển Như mới khiến cho mối quan hệ giữa hai bên mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn. Trở về chỗ ở của mình, sắc mặt của Hoành Thiên dai tái nhợt như một tờ giấy nguyên ngày hôm đó không dám thỏ mặt ra bên ngoài bởi vì giang hải cố ý sai người mang cỗ quan tài đó đến đặt trong sân nhà anh ta anh ta lập tức gọi ngay cho nhân vật lớn đó thưa ngài anh anh giang rốt cuộc là có thận phận gì anh ta không cam tâm đây là chuyện anh nên biết sao hoành thiên dài cả người run lên nói nhỏ tôi đã xin lỗi rồi nhưng tôi sợ anh giang không tha thứ cho tôi anh ta muốn cố ý nói ra mấy lời này tỏ vẻ vô cùng e ngại, nhưng trong lòng lại hận Giang Hải, thấu xương tùy. Mà lúc này trong thành phố Giang Tư vẫn còn một quân cờ của anh ta, Uyển Thuần. Tuy nhiên, Hoành Thiên Giai không thể ngờ rằng, vào lúc này Uyển Thuần không muốn giết Giang Hải để lấy quyền thừa kế, thứ mà cô ta muốn chính là người đàn ông này. Đây chính là người đàn ông xứng đáng để cô ta đánh đổi tất cả. Người đàn ông này có thứ mà cả đời này Uyển Thuần chưa bao giờ có được, đó là tình yêu đích thực không gì sánh được dành cho người mình yêu một tình yêu không có chút tạp niệm cuộc đời của uyển thuần là một bi kịch uyển thuần tin rằng chỉ cần có được giang hải thì đây là cơ hội duy nhất để có thể đến gần với hạnh phúc yên tâm đi anh ấy vẫn chưa có ý định lấy mạng của cậu coi như mạng cậu lớn nhân vật lớn này cũng không nhẫn nại thêm được nữa dừng một chút rồi lạnh lùng nói ơ cao uyên tốt nhất là cách xa họ một chút đừng có tự chút hỏa vào thân nghe thấy giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong điện thoại, sau đó chỉ truyền đến vài tiếng bíp bíp ngắt kết nối. Vẻ mặt của hoành thiên giai cứng đờ, mấy người, cách xa, chuốc họa vào thân. Sự trả thù của Giang Hải, lẽ nào vẫn còn chưa kết thúc sao? Hoành thiên giai nghĩ đến hòa tiến, lúc này, tên đó, vẫn còn ở trong biệt thự của anh ta. Anh ta lập tức gọi người đến hỏi, hòa tiến đang ở đâu? Chủ tịch, hòa tiến đang ở trong phòng. Hoành Thiên giai nghe vậy thì biết ngay tên này đang chơi đùa với đám phụ nữ mà anh ta nuôi. Mau lôi anh ta đi ngay cho tôi." Hoành Thiên giai suy nghĩ một hồi rồi lại nói, "Tôi sẽ đi ngoại thành ở lại đó vài ngày, tất cả những căn phòng đều sửa sang lại hết, bảo anh ta ra khách sạn ở. Nếu như có hỏi đến tôi thì cứ nói tôi bệnh không tiện gặp mặt." Hoành Thiên giai không muốn đắc tội với Giang Hải, cho nên muốn đi trốn một thời gian. Đương nhiên cũng không thể trở mặt với các gia tộc ở phía bắc nếu như hòa tiến vẫn muốn đối phó với giang hải thì cứ để một mình anh ta ra tay là được rồi nếu như thành công hoành thiên giai cũng được hưởng một phần lợi ích còn nếu không thành công thì cũng coi như không liên can gì cả trước khi rời đi hoành thiên giai lại căn dặn đối với những chuyện liên quan đến tập đoàn uyển như cứ làm theo trình tự bình thường là được nếu như ai cố ý làm khó tập đoàn uyển như ông đây sẽ lập tức giết chết kẻ đó tiệc của tập đoàn uyển như kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Chuyến đi của Cố Uyển như lần này đến thành phố Giang Thanh, có thể nói là thành công tốt đẹp. Không chỉ giải quyết những những vấn đề khó khăn ở thành phố Giang Thanh, mà thậm chí còn thiết lập được mối quan hệ với các gia tộc ở phía Bắc. Đặc biệt là những ông lớn kia, khi nói chuyện với Cố Uyển như đều có dáng vẻ cúi đầu quỳ gối, vừa cung kính lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh thực sự không quen biết bọn họ, Cố Uyển như tự nhiên nghĩ tới, chuyện những điều này đều do một tay Giang Hải sắp xếp. Chỉ là cô không thể ngờ Giang Hải lại có mối quan hệ rộng đến như vậy. Trong khoảnh khắc nào đó, cô có cảm giác dường như không hiểu rõ con người của Giang Hải, giống như kiểu không có chuyện gì mà Giang Hải không xử lý được. Giang Hải cười nói, anh thật sự không quen bọn họ, anh thật ra chỉ quen biết với một người có địa vị lớn ở phía Bắc, bọn họ chỉ là đang nể mặt người đó mà thôi. Nghe khó tin quá, cố huyền như không tin, nhưng lại nghĩ đến chuyện khi Thôi Hiệu nhìn thấy Giang Hải, anh ta liên tục xác nhận thân phận của Giang Hải, rõ ràng là hai người bọn họ không quen biết nhau. Năm năm trước, anh tình cờ gặp được một nhân vật lớn ở phía Bắc. Ánh mắt Giang Hải thâm thúy, dường như nhớ lại lúc đó, khóe miệng cũng giật giật. Ông ta không thể có con, sau đó, muốn xin, giống, của anh. Lúc đó, anh không muốn đồng ý, nhưng ông ta thực sự rất đáng thương, đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có con, vậy nên... Cố Uyển như lúc đầu còn nghe rất chăm chú, càng nghe càng thấy sai sai. Vẻ mặt Cố Uyển như thay đổi đột ngột, hằn học nhéo vào da thịt mềm mại trên eo của Giang Hải một cái, vặn một cách dữ dội. Ui ra, Giang Hải kêu to lên một tiếng. Cố Uyển như khịt mũi, vớ vẩn. Nói xong, sắc mặt Cố Uyển như dần chìm xuống. Mấy người kim thâu vẫn ổn chứ, cả ngày hôm nay em bận tới bận lui, muốn hỏi anh mấy lần rồi. Giang Hải sớm đã nhìn sự lơ đánh của Cố Uyển Như. Đám người Kim Thâu vì để bảo vệ cô mà đã bị chém mấy nhát, đổ không ít máu, chỉ có điều lúc này đang bận chuyện công ty, nên Cố Uyển Như không có thời gian để hỏi. Anh đã nhận được tin tức, đã bảo vệ được tính mạng, ngoại trừ Kim Thâu thì hai người còn lại chỉ có chút vết thương nhỏ. Giang Hải cũng đau lòng nói. Khóe mắt Cố Uyển Như ươn ướt, khẽ nói, em có thể giúp được gì không? Bọn họ sẽ ổn thôi, Tập đoàn Uyển Như sẽ sắp xếp công việc cho họ và đưa ra phương pháp trị liệu tốt nhất, còn đối với người thân của họ, chỉ cần phù hợp với yêu cầu của tập đoàn Uyển Như đều sẽ được ưu tiên. Cố Uyển Như gật đầu. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Anh đã sắp xếp đưa người về thành phố Giang Tư, hơn nữa cũng đã thuê máy bay đưa bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho bọn họ. Vợ, em đừng quá lo lắng. Cố Uyển Như gật đầu và thở dài sâu, nếu như không có bọn họ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi đang lúc phiền sầu điện thoại của cố uyển như lại đổ chuông cố uyển như xem qua sau đó bắt máy chu lị hóa ra là cậu cậu không quên mất người bạn học cũ này rồi chứ đúng vậy tớ đang ở thành phố giang thanh ngày mai thật sao tắt máy cố uyển như quay sang nhìn giang hải ngày mai cùng em đi ăn một bữa cơm nhé là ai vậy trông em có vẻ rất vui cố uyển như nói sáng nay em đã đăng bài trên mạng không ngờ bạn học của em lại nhìn thấy, trùng hợp mọi người cũng đang ở thành phố Giang Thanh tụ họp, nên bảo em đến." Giang Hải cười nhẹ một cái không nói gì, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mang anh theo, chắc là muốn giới thiệu đây chính là chồng của mình. Bạn học của Cố Uyển Như, Giang Hải cũng đã tiếp xúc được hai người, đều không ra gì, thực sự không biết mấy người này sẽ như thế nào. Cũng có thể do anh đã nghĩ quá nhiều có khi chỉ có mỗi hai người đó là không ra gì lại vừa khéo đều bị anh đụng phải thì sao trở lại khách sạn cố huyền như muốn gọi video để xem tình đám người kim thâu thế nào lúc này ba người đã bình an vô sự được băng bó khắp người quấn thành như xác ướp nhìn thấy cố huyền như gọi video đến cho mình kim thâu xúc động đến rơi nước mắt làm việc bán mạng cho lão đại lâu như vậy thật sự đáng lắm mà cố tổng chị còn bận làm chuyện lớn không cần phải để tâm đến bọn tôi, bọn tôi ra dày lắm, không sao đâu. Kim Thâu nói, quay đầu sang một bên, giơ cánh tay bị bó bột lên xoa xoa khóe mắt. Một người khác vươn cổ lớn tiếng nói, cố tổng, chị cứ yên tâm, chúng tôi mạnh lắm, không bao lâu nữa, lại có thể chạy xe đến đón chị rồi. Tên thối tha này, Kim Thâu khịt mũi, muốn giành bát cơm của ông đây à, không muốn sống nữa à, xe của cố tổng chỉ có ông đây mới được lái. Cố Uyển như mắt ươn ướt, Khó khăn gật đầu. Giang Hải nhìn cô một cái, sau đó đi tới ban công châm một điếu thuốc, chỉ có thể canh lúc Cố Uyển như đang nói chuyện điện thoại lén hút một điếu. Tình hình lúc đó thật sự không khả quan, nếu không có Giang Hải cho viên thuốc cầm cự được hơi thở, ngoại trừ kim thâu ra, hai người kia e rằng kiên trì không được bao lâu, đừng nói đến chuyện khỏe mạnh như bây giờ. Có điều đám người kim thâu bọn họ cũng thật có duyên, loại thuốc đó khá có lợi cho việc luyện tập của bọn họ sau này trong quá trình luyện tập công lực sẽ tăng lên gấp đối giang hải hư lạnh nhà họ triệu ở phía bắc gan cũng lớn thật mấy chuyện giết người cướp của làm cũng rất thuận tay đấy chứ còn có tên húc thiết đó lúc trước giang hải cũng có ấn tượng khá tốt về ông ta bây giờ lại rơi vào danh sách đen của giang hải nếu như ông ta dám đến thành phố giang tư e rằng sẽ không có mạng để trở về hút xong một điếu thuốc thò đầu liếc mắt nhìn cố huyền như vẫn còn đang nói chuyện bảo đám người kim thâu cứ an tâm mà chữa lành vết thương, cô nhất định sẽ không để bọn họ chịu thiệt. chương 205, tụ họp hay sỉ nhục. Giang Hải vứt tàn thuốc, sau đó lấy ra mấy viên kẹo cao su nhai ngấu nghiến, che miệng thở dài một hơi, sau khi xác nhận không còn mùi gì rồi mới nghênh ngang trở về phòng. Được rồi, để bọn họ nghỉ ngơi đi, sau khi giải quyết xong việc ở thành phố Giang Thanh, chúng ta sẽ đến thăm họ. Trọng tình cảm là điểm sáng nhất của Cố Uyển Như, mọi người sinh ra đều bình đẳng cố huyền như chưa bao giờ nghĩ rằng sinh mạng của ai thấp hơn bất kỳ ai cũng giống như năm đó khi ở trên con tàu buôn người ấy chia một nắm cơm thiêu cho giang hải ăn vậy sau khi cúp máy cố huyền như thở dài một hơi sầu muộn cô vẫn còn rất đau lòng cho vết thương của kim thâu nhưng sau đó lại cau mày nhìn giang hải anh vừa rồi đi làm gì đấy không có làm gì cả giang hải tỏ vẻ vô tội anh lại đây để em ngửi thử xem giang hải chết tiệt giang hải hôi hám hôm nay anh đừng mơ mà ngủ trong phòng đi qua phòng khác đừng vậy mà vợ à anh không ở đây ai bảo vệ an toàn cho em để mùi thuốc trên người anh bảo vệ em trong phòng truyền ra tiếng hét lớn của giang hải vợ à đừng đánh vào mặt vậy cũng đừng có đá em không muốn có em bé nữa à ui ra trưa hôm sau tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố giang thanh nhiều người có nam có nữ tụ tập trong một phòng riêng một số người mặc những bộ đồ hàng hiệu một số thì lại trang điểm rất tinh tế tiền nhã chính là người dẫn đầu cũng là người khởi xướng nên buổi họp lớp hôm này lúc này trên mặt tiền nhã lộ ra vẻ bất mãn chu lị ở bên cạnh cũng có chút ngượng ngùng kỳ lạ cậu gọi cô ta đến làm gì vậy sợ không có người biết chúng ta có một người bạn nghèo đói sao chị Lị nở một nụ cười danh mãnh nơi khóe mắt nghe nói cô uyển như tìm được người bao nuôi còn vớ được một người đàn ông để làm lá chắn chuyện này truyền đi khắp nơi rồi thật sao tiền nhã cũng cười nói nhìn bộ dạng của cô ta nếu không tìm một người bao nuôi thì chỉ có nghèo suốt đời lúc nào cũng giả vờ trong sáng tự trong xương tủy, còn rẻ mặt hơn bất cứ ai đọc truyện hay truy cập ngay tzcmtguunme nè mà chuyện cô ta được bao nuôi là ai nói ra vậy? Chu Lị quay đầu liếc mắt nhìn mấy cái, kỳ quái nói là Trần Giai Kỳ còn có tô đồng, bọn họ vừa rồi còn ở đây mà, chớp mắt đã đi đâu cả rồi. Trần Giai Kỳ và Thiển Lý làm gì có gan gặp Cố Uyển Như, thậm chí còn không có mặt mũi để nhắc đến chuyện bọn họ làm sao biết được có người bao nuôi Cố Uyển Như. Nghe nói Cố Uyển Như sắp đến thì vác chân chạy trốn luôn rồi người chồng ở rể đó của Cố Uyển như không dễ đụng vào, đặc biệt là tô Đồng, cô ta rất sợ chiếc mũi của mình sẽ lại bị vẹo một lần nữa. Tiền nhã hừ lạnh, mấy giờ rồi, người còn chưa thấy tới, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Để bao nhiêu người phải chờ trực như vậy? Nhưng thật ra cô ta không phải đang đợi Cố Uyển như, mà là đợi một vài người khác. Một vài người xung quanh cũng xuống vào lên tiếng chỉ trích Cố Uyển như, rồi quay sang tâng bốc tiền nhã cũng không thể trách đám người này được. Mấy năm gần đây công việc kinh doanh của nhà họ tiền phát đạt đến mức có thể đứng vững ngay cả ở thành phố Giang Thanh, thậm chí còn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với một số gia tộc giàu có. Đám bạn học này cũng chỉ muốn tìm cơ hội để leo lên, nếu được gia nhập vào tập đoàn tiền thị, đó cũng là chuyện rất vinh hạnh. Lúc còn đi học, Cố Huyền Như đã thích ra vẻ ngây thơ đơn thuần, lúc đó tôi đã sớm nhận ra cô ta chính là loại hồ ly chuyên đi dụ dỗ người khác rồi, còn nói cái gì mà hoa khôi, tôi khinh thôi đi từ trước tới giờ trong mắt chúng tôi chỉ có tiền nhã mới xứng làm hoa khôi của lớp Cố Uyển như đó thậm chí tôi còn không thèm nhìn đến một cái một đám người không ngừng tranh nhau thảo luận còn Tiền Nhã lúc này khóe miệng nhếch lên trong lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ làm gì để hạ nhục Cố Uyển như chuyện năm đó không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được Tiền Nhã không thích Cố Uyển như chuyện này Cố Uyển như thật tình không biết lúc đó Tiền Nhã đang tập thể dục cùng bạn trai vào thời điểm kịch liệt nhất, cả thể xác lẫn tinh thần gần như bay bổng, không ngờ tên đó lại kêu to một tiếng, uyển như. Chuyện này làm cho tiền nhã vô cùng tức giận, anh đè lên người tôi, nhưng tâm trí lại có ý nghĩ dâm tục đối với cố uyển như, xem bà đây là cái gì chứ. Sau đó cô ta đã đá tên đàn ông cặn bã kia, nhưng trong lòng càng hận cố uyển như hơn. Lời càng nói càng khó nghe, thậm chí có người còn nói cố uyển như chính là kẻ lăng loàn đê tiện sống chỉ thêm chật đất một số khác lại cảm thấy đám người này không nên cay nghiệt với cố uyển như như vậy cố uyển như luôn trước giờ luôn rất tốt bụng cũng chưa từng gây hấn hay hãm hại ai cả thậm chí lúc còn đi học còn đã giúp đỡ rất nhiều người nhưng với bầu không khí này bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc im lặng ngồi sang một bên tiền nhã nhìn thấy cảnh họp lớp náo nhiệt như vậy trong lòng vô cùng đắc ý cô ta cũng rất hài lòng khi được mọi người khen ngợi và chào đón lúc này cô ta giống như nữ chính được tất cả mọi người phục tùng chỉ mời đám bạn nghèo này ăn một bữa cơm bọn họ đã như giống chó chạy sau đuôi bên dưới khách sạn danh hào giang hải nhìn thấy cố uyển như ăn mặc giản dị thì liên tục lắc đầu cô vợ ngốc này thực sự không biết làm sao có thể lăn lộn trong xã hội trong suốt mấy năm qua thật sự có cảm giác như thể cô ấy không hề nhận ra sự nham hiểm của thế giới này tham dự buổi họp lớp sợ mọi người cảm thấy có khoảng cách nên cô đã cố tình ăn mặc giản dị thậm chí không đeo trang sức đắt tiền anh đã chuẩn bị cho em một bộ quần áo để ở trong xe, em không muốn thay thật sao? Họp lớp, thực chất chính là để phô trương và giả vờ nịnh nọt lẫn nhau. Nếu như thật sự có mối quan hệ bạn bè tốt, thân với ai thì cứ tục tập riêng với người đó là được rồi, tội gì phải kéo cả lớp lại làm gì? Đương nhiên đây là lần đầu tiên Cố Uyển như được mời tham gia buổi họp lớp, nên cũng không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Giang Hải. Không cần đâu, các bạn học của em ra cảnh cũng bình thường thôi cố huyền như khoác lấy cánh tay giang hải có người hỏi đến thì cứ nói em vẫn còn làm trong tập đoàn cố thị là được rồi đúng lúc này mấy người còn lại cuối cùng cũng đã đến đông đủ tiền nhã lập tức yêu cầu người phục vụ dọn đồ ăn lên cố huyền như đến rồi đột nhiên một người trong đám bọn họ hét lên giọng điệu ngạc nhiên cùng biểu tình diếu cợt đợi màn kịch hay sắp diễn ra nghe tới đây mọi người ngừng bàn tán thay vào đó bọn họ cũng cùng lúc dõi theo ánh nhìn của người đó tiền nhã nhìn lên nhìn thấy cố huyền như thì chỉ hừ lạnh một tiếng quả nhiên con hồ ly tinh đó được đàn ông bao nuôi vậy mà còn ra vẻ ngây thơ đúng là thật rẻ tiền có điều tiền nhã có hơi ngạc nhiên mặc dù người đàn ông bên cạnh cố huyền như trông rất bình thường nhưng quần áo của anh ta không tầm thường chút nào rất có giá trị nhưng đám người còn lại không quá để ý tới giang hải mặc dù quần áo của anh ta rất đắt tiền nhưng cùng lắm cũng chỉ không quá tệ mà thôi Điều bọn họ quan tâm chính là Cố Uyển Như, người phụ nữ này so còn xinh đẹp hơn với mấy năm trước nhiều, thậm chí thần thái tự tin toát ra, vô tình mang theo một chút khí chất nữ vương trong thiên hạ. Người đứng đầu tập đoàn Uyển Như, đương nhiên có khí chất của một người ở tầng lớp trên. Cố Uyển Như hơi ngại ngùng vẫy tay chào với một vài người bạn thân. Tiểu Trư, cậu lại béo lên rồi. Bạn học nam được nhắc đến cười tô tuét. Chu Lị, quần áo của cậu đẹp quá, Chu Lệ nở một nụ cười gượng gạo và quay mặt sang một bên. Trên khuôn mặt Cố Huyền như vẫn luôn giữ nụ cười, tùy ý tìm một chỗ rồi kéo Giang Hải ngồi xuống. "Cố Uyển như, cậu cũng có giá cao quá, lại để mọi người chờ lâu như vậy." Giang Hải nghe vậy khẽ nhíu mày. "Người đang nói chính là Tiền Nhã." "Đúng vậy, thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng sao? Đến muộn rồi cũng không thèm xin lỗi Tiền Nhã một tiếng là có ý gì đây?" sau khi người này lên tiếng chỉ trích, đám bạn học khác cũng bắt đầu mở miệng xì xầm. Bữa cơm hôm nay là do tiền nhã mời, đến ăn miễn phí cũng thôi đi, còn dẫn thêm một miệng ăn đến, lẽ nào nhà cậu không có nổi cơm để ăn luôn sao? Vẻ mặt của Cố Uyển như đột một thay đổi, không ngờ ngay khi vừa ngồi xuống, đã có người bắt đầu công kích cô rồi. Thời gian buổi hẹn không phải đã nói là 12 giờ sao? Cô Uyển như tức giận đến đỏ mặt. Nhưng, ngay lập tức, lại nhìn sang tiền nhã bạn bè tụ tập mọi người tự sắp xếp với nhau là được rồi tiền nhã cậu cũng quá tốn kém rồi quản lý nguyên cả tập đoàn uyển như thư ký sẽ thay cô lập kế hoạch một cách cẩn thận cho lịch trình mỗi phút mỗi giây đúng giờ chính là nguyên tắc cơ bản nhất nếu cố uyển như là người đến cuối cùng chỉ có thể nói những người khác đã đến quá sớm chu lị thì thầm vài câu với tiền nhã sau đó mỉm cười xoa dịu bầu không khí đều là bạn học cùng lớp cả đừng nói mấy câu không vui này nữa đồ ăn cũng đã dọn lên rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chuyện chu lị quay sang nói với tiền nhã chính là không cần phải vội nếu chọc giận khiến cố uyển như bỏ đi thật thì màn kịch phía sau sẽ mất vui rồi cô ta làm gì có ý tốt chứ bỏ đi bỏ đi mọi người ăn cơm đi tiền nhã hờ hững xua tay không thèm nhìn cố uyển như nữa tất cả đám bạn học có mặt làm sao có thể không nhìn rõ tình hình lúc này được chứ có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ được nhìn thấy cố uyển như phải bẽ mặt như thế nào. Lần đó, tên bạn trai khốn nạn của kia nằm trên người cô ta nhưng lại gọi tên cố tiền giao, chuyện này đối với tiền nhã là một nỗi nhục vô cùng lớn, cô ta nhất định sẽ không nhịn mà cho qua. Chỉ có cô ta mới xứng đáng là nữ thần, cho dù là lúc đi học hay sau khi tốt nghiệp. Lúc này, nhìn thấy cố uyển như mặc trên người một bộ đồ hết sức bình thường, tiền nhã tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Giang Hải liếc nhìn tiền nhã rồi khẽ lắc đầu. Người phụ nữ này đeo trang sức tinh xảo, trang điểm xinh đẹp. Tuy nhiên, nó mang lại cho người ta cảm giác thô tục, giống tuếch và một sự thù địch tận trong xương tùy. Có lẽ vì cố uyển như trước giờ vốn trọng tình cảm, chân quý tình bạn này, cho nên lần đầu tiên được mời đến họp lớp cô đã không suy nghĩ mà tới ngay. Nói một cách khác, cố uyển như của trước đây rất tự ti, lần này được mọi người mời đến tham dự thì có cảm giác giống như được công nhân. Này, cố huyền như. Ở đầu kia của chiếc bàn lớn, một cô gái miệng mồm chanh chua vừa ăn vừa thản nhiên nói. Tôi nghe nói cậu được người ta bao nuôi có thật không? Khuôn mặt của cố huyền như lập tức thay đổi, rất xấu hổ và khó coi. Ai lại tung tin đồn thất thiệt này vậy? Cố huyền như tìm được một người bao nuôi cũng thật có thực lực, chứ giống như chúng ta đây, cho dù muốn tìm một người như vậy, cũng không ai thèm để mắt đến. Nghe thì có vẻ như tự đánh giá thấp mình, nhưng thực ra là đang muốn làm nhục cố huyền như. Đám người còn lại trên bàn cũng phát ra một tràng cười sảng khoái. Một vài người không muốn dính líu vào, nhưng khi nghe vậy cũng cảm thấy rất buồn cười, sau đó cười hùa theo bọn họ. Tiền Nhã thở dài, lắc đầu rồi nói, tôi đoán, cũng chẳng phải tìm được người có tiền gì đâu, cậu xem bộ đồ trên người cậu đáng 100 tệ không? À đúng rồi, một người khác vỗ đùi rồi nói, cậu có thể nhờ tiền nhã nha, cậu ấy quen rất nhiều người có tiền có thể giới thiệu vài người cho cậu. Mấy người đó vừa già vừa xấu, không được không được. Chỉ là tìm một một người bao nuôi thôi không phải sao, quan tâm gì đến xấu hay đẹp chứ, gã nào có tiền nuôi gái mà bụng không phệ. Sắc mặt của cô Uyển như tái nhợt, rất buồn trước sự mỉa mai châm biếm của bọn họ. Cô không biết bản thân đã làm gì đắc tội đến mấy người này. Mấy năm không gặp, tự dưng lại có ác cảm với cô. Hối hận, Cố huyền như thật sự đã hối hận khi đến buổi họp lớp này. Cạch, cố huyền như nặng nề đặt đồ ăn xuống, đỏ mặt Giang Hải, đi thôi. Nói xong, cố huyền như đứng dậy. Chẳng có lý do gì để ở lại đây cả. linh 206, không nên quá mức hiền lành. Đều là bạn học cũ, đùa một chút thì có sao. Tôi nhớ khi còn đi học, cố huyền như rất thích nói đùa ấy chứ. Chu Lị mỉm cười nói. Tiền nhã sắc mặt vô cùng mãn nguyện, làm cho cô Uyển Như bẽ mặt mang lại cho cô ta cảm giác khoái cảm. Uyển Như, mọi người chỉ là đang nói đùa thôi, cậu cần gì phải nghiêm túc đến vậy? Cô gái miệng mồm chanh chua cũng lập tức xin lỗi, xin lỗi, tiêu giao, tôi cũng chỉ nói đùa thôi, đều là bạn học cũ, cậu đâu cần phải tức giận với tôi. Cố Uyển Như đi cũng không được, không đi cũng không được, cho nên cô cũng chỉ đành phải qua loa lấy lệ nói, không có, chỉ là đừng có đùa giỡn quá đáng là được, Tôi tôi chỉ muốn đi vệ sinh một chút thôi. Sau đó, Cố Huyền Như bước ra ngoài. Giang Hải đôi mắt lạnh lùng cùng với vẻ mặt lãnh đạm đi theo phía sau. Cố Huyền Như có thể nhìn ra sự xấu xa của lòng người cũng không có gì xấu, bởi vậy, Giang Hải cũng không nói thêm gì. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Cố Huyền Như đã rửa sạch mặt mũi, vẻ mặt có chút trùng xuống, không giống với thái độ vui vẻ lúc mới bước vào. Giang Hải nói, "Vợ à, bữa cơm kiểu này không đáng để nán lại nữa, chúng ta đi thôi. Cái này, không chào hỏi mà rời đi thì có vẻ không ổn lắm. Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn quan tâm đến cảm nhận của người khác sao? Anh Giang, anh Giang, cố tổng. Đúng lúc này, bên cạnh có một giọng nói vang lên, là một người đàn ông trung niên cường tráng, dâu cá chê, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai người. Giang Hải quay đầu lại nhìn nhưng cũng không nhận ra người này. Cố Uyển như mỉm cười, thì ra là Hồ Tổng, ông cũng đến đây ăn cơm sao? Cố Tổng cũng tới gặp đối tác sao? Chỉ là có một bữa ăn với bạn bè cũ. Nói chuyện một hồi, Hồ Tổng cảm thấy Cố Uyển như không có hứng thú nói chuyện nữa nên chào hỏi rồi rời đi. Giang Hải hỏi, ông ta là ai vậy? Cố Uyển như hơi lường yêu anh một cái, có phải lúc đi tham gia mấy buổi tiệc anh đều chỉ biết cúi mặt mà ăn không? Đến những người tới tham dự anh cũng không thèm để mắt một chút giang hải bất lực gãi gãi đầu trở về lại phòng ăn vừa đặt lưng ngồi xuống mấy người trên bàn đã xì xào bàn tán chỉ trỏ cố uyển như lúc này cố uyển như thật sự không muốn ngồi lại chỗ này lâu thêm được nữa vừa định rời đi tiếng gõ cửa vang lên sau đó có bảy tám người từ bên ngoài bước vào người đứng đầu là hồ tổng trên tay còn cầm một ly rượu cố tổng chúng tôi cố ý đến đây mời cô một ly rượu cô không phiền chứ hồ tổng nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau bọn họ là mấy người bạn của tôi cũng muốn làm quen với cố tổng cố uyển như vội vàng đứng lên nở nụ cười hồ tổng ông ta quá khách sáo rồi mấy người đứng phía sau hồ tổng trên mặt đều mỉm cười từng người một tự giới thiệu bản thân mình bọn họ đều là những người có sản nghiệp lớn ở thành phố giang thanh đương nhiên không thể so với những gia tộc quý tộc kia cũng không đủ tư cách hợp tác với cố uyển như hồ tổng tình cờ gặp cố uyển như vừa quay lại bàn đã nói với đám người bọn họ trong đám người bọn họ có người lập tức muốn sang chào hỏi bọn họ nếu đơn thân độc mã chắc chắn sẽ bị tập đoàn uyển như coi thường nhưng nếu mọi người tập hợp lại cùng góp vốn rồi thành lập công ty mới thì sao nếu mọi người có cơ hội dựa vào cái cây lớn như tập đoàn uyển như cho dù có nằm mơ cũng sẽ cười mãn nguyện tập đoàn uyển như là một công ty nắm trong tay số lượng lớn các công nghệ tiên tiến các dự án thực sự rất tốt không thiếu kinh phí chỉ thiếu công nghệ mà tập đoàn uyển như vừa hay đã nắm được chìa chiếc khóa vàng như vậy chú hồ ngay khi những người này vừa bước vào cửa tiền nhã đã choáng váng đứng ngơ tại chỗ nhà họ tiền có được như ngày hôm nay đều là do hợp tác làm ăn với hồ tổng hồ tổng chính là quý nhân của nhà họ tiền là người mà nhà họ tiền luôn phải theo đuôi nịnh nọt cô là hồ tổng nhất thời không nhớ ra người trước mặt sau đó mới nheo mắt sực nhớ lại cháu là con gái nhà họ tiền đúng không Cháu và Cố tổng, là bạn sao? Cố tổng, Tiền Nhã ngơ ngác, Cố Uyển Như, không phải cô ta chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao? Từ khi nào lại trở thành Cố tổng rồi, khiến cho người mà Tiền Nhã phải nịnh nọt chào đón là Hồ tổng cũng phải xưng hô lịch sử như thế. Đúng vậy, cô ấy chính là Cố tổng của tập đoàn Uyển Như nổi danh khắp nơi. Hồ tổng vẫy tay với người phục vụ bên ngoài, bàn này, cứ tính cho tôi, nhất định phải phục vụ cho tốt. Xoay người lại, Hồ tổng nở một nụ cười, nếu như đã là tiệc họp lớp vậy tôi xin phép không làm phiền nữa, nếu như lát nữa Cố tổng rảnh, cô xem xem có thể bớt chút thời gian xem thử dự án của chúng tôi không? Có thực lực, hơn nữa lại có thành ý muốn hợp tác, tập đoàn Uyển Như đương nhiên sẽ đối xử bình đẳng. Cố Uyển Như bình tĩnh nói, "Hồ tổng, nếu ông đã muốn hợp tác, ông có thể gửi bản kế hoạch đến, tập đoàn Uyển Như sẽ có người chuyên trách phụ trách giải quyết." Cố Uyển Như không lảng tránh, cô nói rất nghiêm túc hồ tổng hưng phấn gật đầu làm sao dám ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của cố uyển như nữa ông ta vội vàng lui ra ngoài bọn họ đi kính ly rượu này mục đích đã được hoàn thành cố uyển như đã đồng ý hợp tác với bọn họ không chỉ không chút bài xích mà còn chỉ ra phương hướng rõ ràng sau khi ra ngoài bọn họ ngay lập tức bắt đầu thảo luận về các điều kiện cần thiết để hợp tác với tập đoàn uyển như mà lúc này không khí trong phòng ăn vô cùng tĩnh lặng tất cả mọi người đều không dám thở mạnh đặc biệt là tiền nhã, miệng hơi mở, biểu hiện trên khuôn mặt đờ đấn, sững sờ và không thể tin được. Hồ Tổng, nhà họ tiền còn phải ngửa mặt trông lên, nhưng ở trước mặt của Uyển Như, ông ta lại thấp giọng khép nép như vậy. Hơn nữa, tiền nhã cũng nghe thấy một từ, tập đoàn Uyển Như. Trước đây cô ta cũng đã nghe qua về tập đoàn Uyển Như ở thành phố Giang Tư. Tuy nhiên, gia thế của nhà họ tiền quá nhỏ, căn bản không đủ điều kiện để hợp tác với tập đoàn Uyển Như, thậm chí ngay cả hồ tổng còn phải dựa vào rất nhiều mối quan hệ mới tham gia được bữa tiệc của tập đoàn uyển như khi nghe đến cái tên tập đoàn uyển như tiền nhã nghĩ ngay đến cố uyển như nhưng ngay sau đó tiền nhã lại cảm thấy thật nực cười cho những suy nghĩ của mình làm sao một công ty lớn như vậy lại có thể liên quan đến cố uyển như được cơ chứ chắc hẳn đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi tuy nhiên thực tế đã tát cô ta một cái thật mạnh Cố Uyển Như thực sự có liên quan đến tập đoàn Uyển Như. Hơn nữa, công ty này còn là của Cố Uyển Như. Vừa rồi, chính là vừa rồi, Tiền Nhã đã làm nhục Cố Uyển Như trước mặt mọi người. Nếu như Cố Uyển Như thực sự tính toán rồi gây áp lực đối với Hồ tổng, thì nhà họ Tiền bọn họ nhất định sẽ xong đời. Uyển Như, vừa rồi tôi, tôi không cố ý. Tiền Nhã không biết nên giải thích như thế nào để làm dịu lại mối quan hệ nếu để người nhà biết chuyện cô ta đã làm nhục bà chủ của tập đoàn uyển như như thế này cô ta nhất định sẽ bị đánh chết bên kia cô gái miệng mồm tranh chua cũng biến sắc cũng giống như tiền nhã cô ta không ngờ cố uyển như và tập đoàn uyển như thật sự có mối quan hệ với nhau cô ta làm việc trong một tập đoàn hai ngày gần đây tin tức về tập đoàn uyển như tràn ngập khắp nơi thậm chí cô ta còn nghe nói chủ tịch thành phố hoành thiên giai không biết vì việc gì mà đã đắc tội đến tập đoàn uyển như kết quả là bị bẽ mặt trước tất cả mọi người vừa rồi tôi không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì cố uyển như cười cười sau đó ngồi xuống cầm đũa lên không một ai dám động đậy cứ như thể cố uyển như chính là nữ hoàng và bọn họ chính là đám người hầu phục vụ cho nữ hoàng chu lị cắn môi trắng bệch trợn mắt nói uyển như cái đó cậu có từng gặp qua trần giai kỳ không Cố huyền như ngay lập tức hiểu ra, chắc hẳn Trần Giai Kỳ đã nói mấy lời nhảm nhí về cô với bọn họ. Tôi có gặp qua, là cô ta, cô ta đến từ sớm, sau đó không biết đã đi đâu mất rồi, còn có cả tô đồng. Những chuyện xấu hôm nay, đều là do bọn họ nói. Thành công đổ tội cho người khác. Chu Lị nói, Trần Giai Kỳ này đúng là lẳng lơ. Bọn họ trước giờ không phải loại tốt đẹp gì. Đúng vậy, dám vu không uyển như của chúng ta như thế này đột nhiên, cả căn phòng tràn ngập lời chửi mảng 18 đời tổ tông nhà Trần Giai Kỳ. Cô, trước tiên vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi. Lúc này giọng nói vô cùng lạnh lùng của Giang Hải vang lên, trong xã hội này, có quá nhiều người không hiểu rõ được bản thân đang ở đâu. Nhiều người không hiểu, bản thân thực sự có hình tượng thế nào trong mắt người khác. Lời nói của anh lạnh lùng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Giang Hải không nói về Trần Giai Kỳ, mà là Chu Lị chính là loại nhân vật phản diện điển hình này, một cô gái sống đầy giả tạo. Hiện trường ngay lập tức trở lại im lặng, Cố Huyền Như cũng cảm thấy nhàm chán và vô cùng thất vọng với buổi họp lớp hôm nay. Cô chậm rãi đứng dậy cầm ly sâm panh lên, các bạn học thân mến, tôi còn có chút việc, xin phép đi trước. Ở dưới lầu, Cố Huyền Như thở dài một hơi. Giang Hải mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào. Từ cửa sổ trên lầu, tiền nhã thở gấp, bởi vì cô ta biết chiếc xe này, chỉ có một chiếc duy nhất ở thành phố Giang Thanh. Dù chỉ mới nhìn thấy biển số xe đặc biệt đó một lần nhưng cô ta sẽ không bao giờ quên được. Chiếc xe này thuộc về huyền gia ở thành phố Giang Thanh. Nhà họ tiền cũng muốn thiết lập mối quan hệ với huyền gia ở thành phố Giang Thanh, nhưng huyền gia không thèm để mắt đến nhà họ tiền. Có thể thấy, nhà họ tiền ở thành phố Giang Thanh thực sự là không có chút địa vị gì cả, hai năm qua cũng chỉ là kiếm được chút tiền. Huyền gia của thành phố Giang Thanh, có đại lý xe hạng sang của riêng mình. bọn họ đã từng hứa với Giang Hải rằng chỉ cần tập đoàn Huyền như muốn dùng xe chỉ cần nói một tiếng là được. Lần này Giang Hải muốn dùng một chiếc, thế là Huyền bảo Khang lập tức gửi một chiếc xe của anh ta qua. Lúc đầu Giang Hải kêu người ta đưa sang một chiếc xe sang trọng như vậy, Cố Huyền như còn cảm thấy Giang Hải đang cố ý khoe của. Bây giờ nghĩ lại, nếu Cố Huyền như đeo thêm vài món đồ trang sức mà vừa được tặng. trong buổi họp lớp hôm nay khi bước vào cửa đã thể hiện sự giàu có trên người tỏa sáng bầu không khí nhất định sẽ vui vẻ hơn nhiều vợ à tức giận vì loại người như vậy không đáng đâu giang hải nắm lấy tay cố uyển như về sau đừng tham gia những bữa tiệc vô nghĩa như vậy nữa cố uyển như gật đầu chúng ta về thôi em muốn đến thăm kim thâu một lát kim thâu vì cô mà bị thương rất nặng cố uyển như vẫn luôn ghi nhớ trở lại thành phố giang tư Việc Cố Huyền như làm đầu tiên là đến bệnh viện để xem xét vết thương của ba người Kim Thâu bọn họ, đau lòng gần như sắp rơi nước mắt. Điều này cũng khiến Kim Thâu cảm động đến chết đi sống lại. Từ đó về sau, Kim Thâu không chỉ trung thành với Giang Hải mà còn tôn trọng Cố Huyền như như một vị thần. Cô chỉ đông anh ta không dám nói Tây. Tuy nhiên, trong hai ngày Giang Hải đi đến thành phố Giang Thanh, phía tây thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn nhỏ ngày hôm đó đoàn xe của Cố Uyển như bị chặn lại trên đường đến thành phố Giang Thanh. Nghe tin Kim Thâu và những người khác gặp tai nạn, sân huấn luyện ở phía tây thành phố đột nhiên trở nên trống trải, trăm người vội vàng đi cứu Kim Thâu, giúp đỡ Giang Hải. Cả đám người hùng hổ bỏ đi, Cao Ngọc và Tôn Trạch bị trở thành bị thịt cho họ tập luyện đã nhân cơ hội này bỏ chạy. Hai người bọn họ nhanh chóng liên lạc với Húc Thiết ở phía Bắc, kể lại việc bọn họ đã bị giam cầm như thế nào ở thành phố Giang Tư lúc đó bọn họ vẫn chưa hề biết người anh em du chính chí đã bị giang hải xử ngay tại chỗ của bọn họ hơn nữa chết vô cùng thê thảm thân phận của du chính chí là gì chứ một trong những người đồ đệ đáng tự hào nhất của húc thiết có thể nói là được húc thiết coi như con trai và cũng là đệ tử chân truyền của húc thiết ai mà không biết húc thiết đã từng chặt đầu nghiệp ra, gây chấn động khắp phía bắc vậy mà đệ tử yêu quý của ông ta lại bị giết một cách dã man các đệ tử của ông ta bị giam cầm và bị sử dụng làm mục tiêu huấn luyện. Đây là một sự sỉ nhục. Đám người du chính trí còn đại diện cho nhà họ triệu ở phía Bắc, cho dù nhà họ triệu ở phía Bắc phải chịu nhiều tổn thất vì nghiệp gia, thì đó cũng không phải là lý do mà một giang hải bé nhỏ có thể tùy ý xúc phạm. Nhiều người lặng đi khi biết tin tức này. Ai có thể ngờ rằng đồ đệ của Húc Thiết lại có ngày hôm nay? Cái tên Giang Hải ở thành phố Giang Tư quả nhiên là muốn chọc thủng trời hơn nữa còn muốn trả đạp thể diện của nhà họ Triệu và của húc thiết dưới chân. Tên Giang Hải này quá bá đạo rồi. chương 207, nỗi đau. Không lâu sau, hai người Cao Ngọc và Tôn Trạch cũng đã trở về phía Bắc. Khốn kiếp, sắc mặt húc thiết tái nhợt, trên chiếc ghế chủ vị ở bên cạnh là Triệu Thái Nhiên mặt đen. Lẽ nào các cậu không nói số tiền đó là của nhà họ Triệu ở phía Bắc? Hai người Cao Ngọc khép na khép nép đứng nép ở một bên, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nói rồi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Thật ra, Giang Hải không quan tâm đến chuyện hai người Cao Ngọc muốn làm gì. Chỉ là tôi không nói thì còn tốt hơn. Nói rồi, bọn họ không chỉ không sợ mà còn chế diễu. Nói bà họ chịu thậm chí còn sợ nghiệp ra. Liệu khi nhìn thấy họ có khi nào tè ra cả quần không? Ngoặc kép. Cao Ngọc biết, nếu muốn khiến nhà họ chịu ra mặt giải quyết mối thù này giúp mình, thì nhất định phải lái câu chuyện đi theo hướng nghiêm trọng hơn một chút, nhất định phải kích động đến tên mặt đen này, khiến ông ta cảm thấy kích động. Giang Hải kia, có lai lịch như thế nào? Húc thiết trầm giọng hỏi. Thực lực của anh ta có vượt qua nghiệp gia? Điều này tuyệt đối là không thể, vượt qua thực lực của nghiệp gia, ngoại trừ cổ võ giả, trên đời này có bao nhiêu người làm được. Không ai ngờ được, một thành phố Giang Tư nhỏ bé ở tỉnh Hải Đông lại có thể phiền phức đến như vậy không dễ dàng gì mới giải quyết xong bằng đại ca và nghiệp gia, bây giờ lại xuất hiện thêm một giang hải. Triệu Thái Nhiên lạnh mặt nói, tôi đã kiểm tra rồi, không có lai lịch gì. Ngoặc kép, những gì nhà họ Triệu tìm được cũng không khác gì những thứ mà Hoành Thiên Giai đã điều tra được. Giang Hải chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi của một gia đình ở thành phố Giang Tư, 5 năm trước đột nhiên biến mất, cách đây mấy tháng lại xuất hiện, rồi trở thành người chồng đến ở rể của Cố Uyển Như ngoại trừ cái đó ra tất cả đều trống không húc thiết cao mày nói ông chủ có khi nào anh ta là người của giang gia ở phía bắc dù sao thì nhà họ ra ở thành phố giang tư này cũng đã bị tiêu diệt nhiều năm rồi ngoặc kép triệu thái nhiên lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của húc thiết nhưng mà vấn đề là giang gia ở phía bắc thuộc dạng gì chứ làm sao có thể nhìn chúng một nơi nhỏ bé như thành phố giang tư ngoặc kép nếu so với nhà họ triệu ở phía bắc giang gia mới thực sự là hào môn thế gia gia thế đồ sộ triệu thái nhiên nói tôi đã sắp xếp người nghe ngóng qua rồi giang gia thực sự không có người nào tên là giang hải cả ngoặc kép nghĩ lại cũng đúng nếu như giang gia thật sự muốn chiếm tỉnh hải đông thì đã sớm nhân cơ hội này tiến công vào không cần thiết phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy phong cách làm việc của giang hải không thể nào liên quan đến giang gia ở phía bắc được Tôi nghi ngờ đó có thể là một chiếc đinh do một thế lực nào đó ở tỉnh Hải Đông cắm vào. Ngoặc kép, có thể là ai được chứ? Anh có nghe nói chuyện này chưa? Triệu Thái Nhiên nói, tập đoàn Uyển như đã tổ chức một bữa tiệc chiêu thương, không ít gia tộc ở phía Bắc đã cử người đến dự, ngay cả thôi hiệu cũng đi. Ngoặc kép, chủ tịch thành phố Giang Thanh còn bị tên Giang Hải đó tặng cho một cỗ quan tài. Ngoặc kép, lại còn phải làm như vui vẻ lắm không dám phát tiết. Ngoặc kép, Hửm, lông mày của húc thiết xoắn vào nhau, loại chuyện như này, nếu không có đủ tự tin thì nhất định sẽ không làm ra được. Hoành thiên giai cũng không phải là loại dễ chơi, nếu muốn giết chết Giang Hải ngay tại chỗ cũng không phải là chuyện quá đáng gì, làm sao anh ta có thể cắn răng nhẫn nhịn nổi nhục này. Dù sao, Hoành thiên giai cũng là chủ tịch của một thành phố, còn là hoàng tộc. Ông chủ, là ai đã chống lưng cho anh ta? Đã tìm ta được người đứng sau anh ta chưa? triệu thái nhiên vẻ mặt ủ rũ nói là một nhân vật lớn ở phía bắc ngoặc kép quan hệ của bọn họ cũng đã cho người cha ra rồi nhân vật lớn đó nói giữa ông ta và giang hải không có quan hệ gì cả còn việc vì sao lại muốn nhúng tay vào đó không phải là chuyện chúng ta nên hỏi ngoặc kép ông ta không có hứng quan tâm đến ân oán giữa nhà họ triệu và giang hải càng không muốn can dự đến ngoặc kép triệu thái nhiên nghiến răng nhưng trong lòng cũng có chút buông lỏng nếu như nhân vật lớn đó đã nói như vậy thì có nghĩ là việc giang hải sống chết thế nào cũng không liên quan đến ông ta thật đáng tiếc không thể dùng cho chúng ta được triệu thái nhiên thở dài giang hải tuyệt đối không bao giờ trở thành con chó của nhà họ triệu có điều nhà họ triệu đã vô tình giết chết một con chó tốt của mình nếu như sớm biết nghiệp gia tốt như vậy ông ta cũng đã không phải giết bàng đại ca cao thủ chính là công cụ để thể hiện sức mạnh của một gia tộc nếu ông ta sớm biết nghiệp gia có thể trở thành một võ cổ giả, ông ta thậm chí sẽ cầu xin nghiệp gia trở thành khách quý của nhà họ Triệu ở phía Bắc. Vốn dĩ, nhà họ Triệu ngoài húc thiết gia sẽ có thêm một vị tướng mạnh. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mẩu lông gà và nỗi hổ thẹn vô bờ bến. Mất đi thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông, công việc kinh doanh ở phía Bắc, thậm chí còn bị những gia tộc khác tận dụng cơ hội để gặm nhấm. Mặt mũi của ông ta cũng đã sớm bị mất hết rồi. Bây giờ nhà họ triệu ở phía bắc cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ húc thiết vết thương của anh bây giờ thế nào rồi triệu thái nhiên hỏi húc thiết nói không có vấn đề gì nghiêm trọng trong vòng một hai ngày nữa là có thể khỏi hẳn ngoặc kép ông ta cũng biết triệu thái nhiên đang muốn nói gì thật ra không cần triệu thái nhiên lên tiếng húc thiết cũng nhất định phải tới thành phố giang tư một chuyến đồ đệ của ông ta đã phải chịu tủi nhục ở thành phố giang tư người đồ đệ mà ông ta yêu thương nhất cũng đã chết dưới tay của tên Giang Hải đó. Mối hận này nhất định phải báo. Ông chủ yên tâm, tôi đã chuẩn bị để đi đến thành phố Giang Tư một chuyến rồi. Ngoặc kép, tôi nhất định sẽ đem đầu của tên Giang Hải đó về tế vong hồn đồ đệ của mình. Ngoặc kép, triệu thái nhiên hừ lạnh một tiếng, không chỉ đi, mà còn phải dẫn theo lực lượng hùng mạnh đi. Không chỉ ra tay, mà còn phải để người khác nhìn thấy gã ta chết một cách thảm bại ngoặc kép nhất định phải để cho đám người ở tỉnh hải đông đó biết thế giới ngầm ở tỉnh hải đông trước giờ vẫn do nhà họ triệu chúng ta làm chủ chưa từng thay đổi ngoặc kép ánh mắt húc thiết ngưng tụ nhìn ông ta một cách lạnh lùng tôi hiểu rồi ngoặc kép lúc này có người chạy đến báo cáo ông chủ vừa nhận được tin tức nhà họ hoác ở đông nam đã đạt được thỏa thuận với nhà họ hoàng ở phía bắc hiện tại bọn họ đang chuẩn bị nhân lực để tiến vào tỉnh hải đông ngoặc kép. Ban đầu, thành phố Giang Thanh của tỉnh Hải Đông được trị vì bởi bàng đại ca và lôi đại ca. Bàng đại ca đại diện cho nhà họ Triệu ở phía Bắc, còn lôi đại ca đại diện cho nhà họ Hoàng ở phía Bắc. Nhà họ Hoàng và nhà họ Hoác ở Đông Nam không biết đã đạt được thỏa thuận gì, mà giao lại giao quyền lực trong tay lôi đại ca cho nhà họ Hoác. Sau đó, kéo địch tiêu vào, Giang Hải đã đá nhà họ Hoác ra ngoài, từ đó không còn tin tức gì nữa. Giờ phút này, Thực lực của nhà họ Triệu ở phía Bắc đang bị tổn hại rất lớn, nhà họ Hoàng ở phía Bắc và nhà họ Hóc lại muốn lợi dụng tình hình này để chiếm lấy thế giới ngầm của toàn tỉnh Hải Đông. Tỉnh Hải Đông bây giờ làm gì còn có thế giới ngầm nào nữa, chỉ cần ai có chỗ đứng vững chắc thì đó sẽ là của người đó. Khốn kiếp, Triệu Thái Nhiên đập mạnh tách trà. "Húc Thiết, chuyến này anh đi, trước tiên phải xử lý sạch sẽ tên Giang Hải đó, sau đó, sau đó đánh vào nhà họ Hóc ở Đông Nam." Ngoặc kép bọn họ cho rằng chỉ cần dựa vào nhà họ Hoàng ở phía Bắc là có thể không coi nhà họ triệu chúng ta ra gì sao. Húc thiết cúi đầu, vâng. Thủ đô, phía Bắc. Sắc mặt bạch hùng tái nhợt như tờ giấy, nằm trên giường bệnh, ngoài cửa, bác sĩ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Anh ta không dám nói những lời suối quẩy như ăn cái gì ngon hay còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh ta không dám nói, chỉ biết lắc đầu tỏ ý, bất lực. Ngoặc kép, bệnh tình của Bạch Hùng bác sĩ nổi tiếng nào cũng không thể cứu vãn được nữa. Sắc mặt Bạch Lý Hưng trở nên vô cùng khó coi, nói xem, có thể kéo dài thêm được bao lâu. Cái này, bác sĩ ngập ngừng. Không cần phải lo, sinh lão bệnh tử, không thể trách anh được. Ngoặc kép, nhiều thì có thể là 2-3 tháng, còn ít rất khó nói. Bác sĩ nói nhỏ, có thể kéo dài thêm được bao lâu còn phải xem tâm trạng của ông Bạch. Ngoặc kép, Bạch Lý Hưng gật gật đầu, vẫy tay ý bảo bác sĩ có thể rời đi. Về phòng, Bạch Hùng từ từ mở mắt, thân à, trở về nhà họ Bạch đi. Bệnh của anh, vẫn là nên ở bệnh viện thì sẽ tốt hơn. Bạch Lý Hưng từ chối, có lẽ ở đây, Bạch Hùng có thể kéo dài thời gian thêm được một chút. Tôi biết, bệnh tình của tôi không sống được bao lâu nữa, ở nhà họ Bạch, cần phải thu xếp một chút. Bạch Hùng từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt có chút ẩm ướt cả đời này cả ông ta có thể nói là ở trên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng bị lừa dối đến cả đời. Đứa con trai duy nhất lại hận ông ta đến tận xương tủy. Chú đến thành phố Giang Tư một chuyến, ngoặc kép. Bạch Lý Hưng thở dài, ông ta biết rõ thái độ của Giang Hải, đừng nói đến Bạch Lý Hưng đi, cho dù Giang Hà có sống lại, thái độ của Giang Hải cũng sẽ không thay đổi một chút nào. Hoặc là tôi sẽ đích thân đến đó một chuyến. Bạch Hùng gắng gượng ngồi dậy bạch lý hưng nhanh chóng đỡ ông ta anh à anh đi cũng vô ích thôi ngoặc kép không không vô ích ngược lại còn rất có ý nghĩa bạch hùng nở một nụ cười sắc mặt tái nhợt có chút vui vẻ nó là con trai của tôi nhưng tôi trước giờ chưa từng gặp mặt nó ngoặc kép bạch lý hưng nói vậy được em sẽ đi thu xếp chỉ là chỉ là sợ nó sẽ không muốn gặp tôi đúng không bạch lý hưng im lặng Bạch Hùng lại nói, nó hẳn là rất muốn biết, năm đó, Giang Gia đã xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, không phải là tôi không muốn cứu nó, chỉ là nếu tôi làm vậy thì sẽ đưa nhà họ Bạch vào cuộc. Ngoặc kép, bây giờ, bệnh tình nguy kịch, tất cả địa vị, thế lực, vinh quang gì đó đều đã trở nên vô nghĩa. Điều ông ta nhớ nhất, đó chính là con trai của mình, mặc dù đứa con trai ấy nằm mơ cũng muốn bóp chết ông ta. Giờ phút này, nếu bóp chết ông ta có thể khiến cho giang hải cảm thấy khoái cảm thì bạch hùng cũng sẽ cam tâm tình nguyện tuy nhiên giang hải sẽ không bao giờ đoái hoài gì tới ông ta đặc biệt là một bạch hùng đang hấp hối bạch hùng biết được giang hải có thể trở thành đế vương với tư cách là một người làm cha như ông ta thật sự cảm thấy rất tự hào nhưng bạch hùng cũng đã nghe một số tin đồn về đế vương kế thừa đế vương nhất định phải là cô nhi nói một cách khác Giang Hải sẽ không bao giờ quay trở về nhà họ Bạch, bởi vì bây giờ anh đã là một cô nhi. Nếu anh trở về nhà họ Bạch nhận tốt quy tông, thì anh sẽ phải từ bỏ cái vị trí đế vương này đi. Bạch Hùng rất khó chịu, cũng rất hối hận. Năm đó, cho dù không cứu được Giang gia, thì ông ta cũng có thể cứu được Giang Hải. Nếu như ông ta có thể kiên trì thêm một chút, thì nhất định có thể để con trai của mình bước chân vào nhà họ Bạch. Năm đó Giang Hải mới 9 tuổi, thật khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi phải sinh tồn một mình như thế nào? Giang Hải đã phải chịu bao nhiêu cay đắng? Nếu như năm đó Bạch Hùng chịu ra tay, Giang Hà cũng không phải chết, con trai duy nhất của ông ta cũng sẽ không hận ông ta đến tận xương tủy như bây giờ. Biết được Giang Hải có mặt ở thành phố Giang Tư, Bạch Hùng lúc đầu sắp xếp Bạch Lý Hưng đến đó một chuyến. Nhưng Giang Hải không hề nể mặt Bạch Lý Hưng chút nào. Còn hỏi nhà họ Bạch là muốn tham lam quyền lực của anh hay hay tiền của của anh. Ông ta không trách Giang Hải, bất cứ ai, đứng ở góc độ của Giang Hải, có lẽ đều sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa, lúc đó, Bạch Hùng cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Nếu Giang Hải trở lại nhà họ Bạch với tư cách là đế vương, thì nhà họ Bạch sẽ lên như diều gặp gió, gà chó lên trời. Tuy nhiên, dù sao Giang Hải cũng là con trai của ông ta, so với những vật ngoài thân đó, ông ta càng hy vọng giang hải có thể nhận lại người cha là ông ta cho dù có mắng ông ta vài câu cũng đáng ông ta nợ giang hải quá nhiều rồi nói cho tôi biết tình hình gần đây của nó ngoặc kép gần đây đứa nhỏ này đã chọc tức nhà họ triệu ở phía bắc bọn họ còn nghe ngóng xem giang ra có người nào như vậy không ngoặc kép nghe lời kể của bạch lý hưng bạch hùng nở nụ cười thằng ké này được lắm gan giả dạ và cũng rất biết dùng thủ đoạn thân a à, hay là cậu sắp xếp một vài người dọn đường cho nó, để mấy kẻ tép siêu kia không quấy rối nó nữa. Ngoặc kép, Bạch Lý Hưng cười khổ, hay, nó cũng sẽ không coi nhà họ Bạch chúng ta ra gì đâu, cho dù có ra tay e rằng cũng chỉ thêm hỗn loạn. Ngoặc kép, Bạch Lý Hưng không biết Giang Hải mạnh đến mức nào. Ông ta chỉ biết nếu đã là người kế thừa của đế vương, thực lực nhất định phải rất phi thường. chương 208, vẫn rất ngu ngốc tin tức hút thiết sẽ đến thành phố Giang Tư rất nhanh được lan truyền. Việc cái chết thảm của Du Chính Chí cũng đã trở thành câu chuyện giải trí trong các cuộc tụ tập của mọi người. Chủ đề về Giang Hải giống như những câu chuyện về người nổi tiếng, chẳng mấy chốc đã lan truyền ra khắp nơi. Nhiều người cũng đã hiểu hơn về con người của Giang Hải. Có thời điểm, nhiều người còn đồn đoán về xuất thân của Giang Hải phải như thế nào mới khiến anh trở nên kiêu ngạo như vậy. Tin tức hút thiết sẽ đến thành phố Giang Tư được truyền ra nhiều người ngay lập tức hiểu rằng giang hải cũng chẳng có thân thế gì cả ít nhất nhà họ triệu ở phía bắc không thèm sợ thân thế của giang hải thậm chí còn có tin đồn cho rằng giang hải cố ý làm ra vẻ vô cùng ngạo mạn chỉ là để mọi người cảm thấy anh ta có liên quan gì đến giang gia ở phía bắc bây giờ giang gia đã tỏ rõ thái độ thậm chí còn nói không biết giang hải này là ai cháy nhà mới ra mặt chuột giang hải coi như xong đời rồi chẳng mấy chốc có người đã xem xét kỹ lại một lượt những mà người mà giang hải đã từng đắc tội và bất ngờ phát hiện những người mà giang hải đắc tội đều có thân thế không hề nhỏ bất kỳ một người trong số bọn họ đều có thể khiến giang hải sống đi chết lại cả trăm lần mặc dù giang hải có chút thủ đoạn và cũng rất giỏi nhưng lần này người mà anh ta phải đối mặt là húc thiết một người rất nổi tiếng ở phía bắc giang hải thật sự bước vào ngõ cụt rồi ngay sau đó húc thiết cũng bắt đầu có hành động ông ta mang theo một thanh kiếm dài rồi trực tiếp đến thành phố Giang Tư. Mọi người đều biết, lần này húc thiết tới thành phố Giang Tư là để giết Giang Hải, trả thù cho đồ đệ của ông ta và để ra oai với nhà họ Triệu. Ai cũng biết, húc thiết chính là một võ giả, cho dù có phải đối diện với một cổ võ giả, ông ta cũng không dễ dàng bị đánh bại. Ở phía Bắc, nơi tập trung nhiều cao thủ, húc thiết cũng là kẻ đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Những người như nghiệp gia, cho dù đã tu luyện qua cỗ võ tâm pháp cuối cùng cũng phải chết dưới lưới kiếm của ông ta hầu hết mọi người đều cho rằng giang hải không đủ tư cách đứng trước mặt húc thiết huống chi là chiến đấu với ông ta trừ phi giang hải bị điên rồi tự mình tìm đến cái chết ước chừng không bao lâu nữa sẽ có tin tức nói giang hải đang bí mật ẩn náu ở đâu đó nếu như muốn sống sót giang hải chỉ còn cách quỳ xuống dưới chân cầu xin sự thương xót có lẽ Húc thiết có thể tha mạng cho anh ta một mạng. Vào lúc này, thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như. Cố Uyển Như khẽ cau mày nhìn vào máy tính. Trông à, tại sao trong máy tính của em lại đột nhiên xuất hiện mấy cái này? Ngoặc kép, trên máy tính hiện ra hình ảnh Giang Hải quỳ trên mặt đất, một thanh kiếm xuyên qua cổ Giang Hải. Vẻ mặt của Giang Hải là đang cầu xin lòng thương xót, thậm chí nước mắt cũng đang dần ứa ra. Giang Hải cười quái dị, đám người này thật quá rảnh rỗi đây mà có gì đáng cười đâu cố huyền như có chút lo lắng có phải có người đang muốn nhắm vào anh không bọn họ không tìm anh anh cũng muốn tìm bọn họ giang hải hư lạnh một tiếng nếu mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết triệt để có lẽ lần sau sẽ có thêm du chính trí thứ hai rồi thứ ba xuất hiện ngoặc kép sắc mặt cố huyền như lập tức tái nhợt kẻ định nhắm vào giang hải hóa ra lại cùng nhóm với kẻ muốn bắt cô lần trước Hôm nay, Kim Thâu vẫn nằm trong bệnh viện, đây cũng coi như là một bài học xương máu. trông à, hay là anh tránh đi một thời gian có được không? Đợi sóng gió qua đi đã. Ngoặc kép, giọng nói của Cố Uyển như đã có chút run rẩy, dường như đã sắp khóc. Khi đó, cô đã nhìn thấy rất rõ, dù chính trí thực sự là một cao thủ, đám người Kim Thâu hầu như không có sức để chống trả. Đối với Giang Hải, điều này quá nguy hiểm. Nếu như anh không chịu nghe lời em nói, thì anh đừng về nhà nữa cũng đừng mong có thể sống cùng em ngoặc kép nếu như giang hải thật sự xảy ra chuyện gì cô thật sự không biết mình phải làm thế nào cuộc đời này của cô không thể không có giang hải được giang hải vì cô mới đắc tội với đám người đó có điều lần này những kẻ muốn báo thù giang hải nhất định còn mạnh hơn dù chính trí đó rất nhiều giang hải ôm cố uyển như an ủi vợ à có phải em đã quên trước kia anh làm gì rồi sao làm gì anh là lính đánh thuê ngoặc kép giang hải cười nói trong mắt anh bọn họ chỉ là một đám sâu bọ mà thôi ngoặc kép hơn nữa nếu như lần này anh bỏ trốn bọn họ sẽ nhắm vào em sau đó lấy em ra để uy hiếp anh ngoặc kép mặc dù anh không thể để em xảy ra chuyện nhưng cũng không thể khiến em không vui ngoặc kép yên tâm đi giặc đến thì đánh đến một người thì diệt một người ngoặc kép lời nói của giang hải cực kỳ hống hách cố uyển như sững sờ giang hải cũng vẫn cứ khư khư cố chấp cô cắn môi nước mắt đã lăn dài đừng lo lắng giang hải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cố uyển như giờ phút này lòng giang hải đau nhói bởi vì trái tim của cố uyển như cũng đang đập rất nhanh anh cũng rất vui bởi vì cố uyển như đang thực sự quan tâm đến anh lo lắng cho anh quả thực giống như giang hải đã nói nếu bỏ sót hút thiết Hậu quả sẽ còn rắc rối hơn. Giang Hải không thể chấp nhận những người thân xung quanh mình gặp phải bất kỳ sự quấy rối nào, và anh càng không cho phép bất cứ một sơ suất nhỏ nào khiến người thân của mình lâm vào nguy hiểm. Cho nên, anh nhất định phải giải quyết hút thiết. Vì bản thân, vì thành phố Giang Tư, anh phải làm cho đến cùng. Càng cần cho bọn họ một bài học, để không chỉ thành phố Giang Tư, mà thậm chí toàn bộ tỉnh Hải Đông đều sẽ trở thành cấm địa đây là nơi mà không phải ai cũng có thể giở trò lưu manh cố huyền như ôm chặt lấy giang hải bàn tay ngọc chậm rãi xoa xoa cô sờ thấy một vết sẹo thậm chí qua quần áo cô còn có thể cảm nhận được sự lùi lõm của nó giang hải chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều chuyện anh không phải là người hấp tấp cô đã từng nhìn thấy giang hải động thủ thực lực vô cùng mạnh hơn nữa trước giờ cũng chưa từng thấy anh làm việc gì mà chưa nắm chắc vậy thì anh phải hứa với em một chuyện phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Ngoặc kép, Cố Huyền Như ngẩng đầu lên nhìn Giang Hải. Hai người ở rất gần nhau, còn có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của đối phương. Giang Hải khẽ cười, không có mấy người có thể khiến anh bị thương được. Ngoặc kép, tự tin đến từ thực lực. Và Giang Hải không chỉ tự tin, mà còn tràn đầy khí thế. Trong mắt Giang Hải, đó chỉ là một trò đùa. Một tên húc thiết ở phía Bắc, thực ra cũng chỉ là tự mình xưng vương xưng bá, đối với Giang Hải mà nói, chỉ là trò cười. Giang Hải có thể ra tay với Húc Thiết, cũng xem như là phúc khí 18 đời nhà ông ta, xét về thực lực, ông ta không xứng. Chỉ biết tự cao, cẩn thận một chút vẫn hơn, không thừa đâu. Hai mắt Cố Uyển như dương dương nước nhìn Giang Hải. Khóe miệng Giang Hải khẽ cong lên, chậm rãi tiến đến. Ưm, ừ, ngoặc kép. Thân thể bó chặt cùng cánh tay chống cự dần dần thả lỏng toàn bộ cơ thể trở nên mềm mại hơi thở gấp đầu óc trống rỗng sau đó cố huyền như dùng sức ôm lấy vòng eo rộng của giang hải cô đáp lại giang hải lúc này mới hoàn toàn đáp lại căn phòng tràn ngập tình yêu sớm biết như vậy xem bức ảnh đó vào ban đêm thì tốt biết bao thời gian vừa phặn thật đáng tiếc đây là trong văn phòng ngay khi mọi người nghĩ rằng giang hải sẽ bí mật trốn đi một tin tức trong thành phố giang tư lại truyền ra một ngày sau giang hải sẽ đợi húc thiết ở núi chân chính hơn nữa ở đó giang hải đã san bằng sạch sẽ tin tức quét qua như một cơn sóng thần tất cả mọi người đều cho rằng giang hải đang tự tìm chết còn tự tìm cho mình một nơi trôn cất hợp phong thủy dù sao so với húc thiết giang hải cũng chỉ là một người có chút danh tiếng ở thành phố giang tư cho dù từng giết chết trác tiêu vậy thì đã sao so với húc thiết trác tiêu cũng không cùng đẳng cấp giang hải này thật sự muốn chết rồi ngoặc kép người trẻ tuổi chính là chỉ biết kiêu ngạo đây chẳng phải là tự mình nộp mạng sao tốt hơn hết là nên trốn vào một nơi xó xỉ nào đó đợi húc thiết già rồi thì lại trở về chẳng phải sẽ tốt hơn sao có khi nào giang hải đó cho rằng bản thân mình còn lợi hại hơn cả nghiệp gia ai cũng biết nghiệp gia đó cũng chết trong tay của húc thiết hơn nữa nghiệp gia còn từng luyện qua cỗ võ tâm pháp ngoặc kép nhất thời truyền đến một trận ồn ào hầu như tất cả mọi người đều tin rằng giang hải chắc chắn sẽ chết trên đường đến thành phố giang tư húc thiết nghe thấy tin tức này cũng mỉm cười đắc ý sau đó ông ta lại sửng sốt núi chân chính núi chân áp húc thiết giang hải này cũng thật biết chọn chỗ có điều đối mặt với sức mạnh tuyệt đối trò chơi chữ này chẳng có nghĩa lý gì nhiều người cũng đã nghe nói cái tên này mang ý nghĩa gì đó nhưng mà, đây cũng chỉ đều là trò đùa giỡn, Giang Hải không đủ giả bộ, trước khi chết còn phải khoe khoang. Tin tức húc thiết đến thành phố Giang Tư, nhà họ Hoàng ở phía Bắc và nhà họ Hoắc ở đông nam cũng đã biết từ sớm. Nhưng bọn họ đều biết rõ, mục đích lần này của Húc Thiết, e rằng không chỉ là để trả thù cho đồ đệ của mình. Ông ta cũng muốn cho những người trong thế giới ngầm ở Tỉnh Hải Đông biết, Tỉnh Hải Đông trước giờ vẫn luôn thuộc về nhà họ Triệu ở phía Bắc. Những người khác muốn chia miếng bánh béo bở này cần phải hỏi xem nhà họ triệu có đồng ý hay không càng cần phải hỏi húc thiết có đồng ý hay không cái đã nhà họ hoàng cũng không nói gì chỉ bí mật thu tay lại người của nhà họ hoàng ở phía bắc cũng không thể đụng vào húc thiết một mình húc thiết cũng có thể giết sạch cả nhà họ hoắc già chó trên dưới không sót một con nhà họ hoắc ở đông nam tự nhiên giống như con rùa rụt cổ nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng bầu không khí căng thẳng không bao lâu nữa sẽ bùng phát trận chiến giữa Húc Thiết và Giang Hải không chỉ đơn thuần là giải quyết ân oán tình thù, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến hướng đi trong tương lai của thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông. Nếu muốn giành lại thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông, Húc Thiết cũng phải hỏi xem Giang Hải có đồng ý hay không. Ở thành phố Giang Tư, không một ai căng thẳng, Tần Hiên theo lời chỉ dẫn của Giang Hải, lập tức sắp xếp người đến núi chân chính san bằng mặt đất, nói muốn để Húc Thiết nằm xuống có thể thoải mái hơn một chút. Trong bệnh viện, Kim Thâu và đám người khác cũng nghe được tin tức này. Những người anh em đến thăm thì hào hứng kể lại rằng Húc Thiết đang cản rỡ thành thế như thế nào. Xem ra anh Giang thật sự muốn đánh với Húc Thiết một trận ra trò rồi. Ngoặc kép, Kim Thâu mỉm cười, hoàn toàn không có chút lo lắng. Người tên Húc Thiết gì đó, đến thành phố Giang Tư cũng chỉ là vật để anh Giang khởi động, làm bao cát cho mấy anh em chúng ta tập luyện giống như đám đồ đệ của ông ta mà thôi. Ngoặc kép, anh Mao, anh cũng không nên nói như vậy. Có người ngay lập tức vặn lại. Nghe nói húc thiết này, ở phía bắc rất nổi danh, kiếm thuật cấp bậc cao thủ, là tuyệt đỉnh. Kim thâu cong môi, địch, trước mặt anh Giang, cũng chỉ là một con ếch mà thôi. Lần đầu bước ra khỏi giếng cứ tưởng bầu trời bên ngoài cũng chỉ lớn như vậy sao? Mấy đứa đã nhìn thấy anh Giang nghiêm túc ra tay bao giờ chưa? Cậu ca ngẩng mặt lên, như thể đang phải đối mặt với húc thiết trong trận chiến này vậy anh giang không cần vũ khí gì cả tay không đoạt lấy dao sắt các chú tin không người anh em bên kia mở miệng kinh ngạc thật lâu mới nói nên lời giang hải rất lợi hại quả thực giống như lời kim thâu nói trước giờ ra tay với ai cũng chưa từng thật sự nghiêm túc nhưng đối thủ lần này là húc thiết không lâu sau húc thiết đã vào lãnh thổ của tỉnh hải đông chiếc xe của ông ta là tâm điểm chú ý của vô số người bất cứ nơi nào ông ta đi qua đều có vô số người nhìn chằm chằm vào. Bầu không khí ngày càng căng thẳng và kiềm nén. Không khí tràn ngập hơi thở khủng bố khiến người ta tái nhợt, thở không ra hơi. Lần này, nhà họ triệu ở phía Bắc đã cử tới mười mấy người, tất cả bọn họ đều là đồ đệ của Húc Thiết. Húc Thiết cũng muốn nhân cơ hội lần này, để cho các đồ đệ của mình quan sát kiếm thuật của ông ta, có lẽ để bọn họ có thêm một số hiểu biết. Có rất nhiều chiếc xe chạy theo sau bọn họ. Đối mặt với Húc Thiết, Giang Hải hẳn là phải chết. Chương 209, có nên như thế không? Chỉ cần Giang Hải chết, thành phố Giang Tư sẽ trở thành một mảnh đất trống, tập đoàn Uyển Như cũng trở thành một chiếc bánh ngọt lớn. Những người đi theo, thứ nhất là muốn xem trận đấu, thứ hai là muốn xem liệu bọn họ có thể cắn một mẩu bánh của tập đoàn Uyển Như hay không. Giang Hải, lúc này cũng chẳng còn ai quan tâm đến nữa. Dù sao, cũng chỉ là một người sắp chết. Sáng sớm, ở núi chân chính, húc thiết đã đến từ sớm. Trên đỉnh núi, một không gian rộng rãi đã được dọn sẵn ra. Húc thiết mang theo một thanh kiếm dài, hướng về phía đông, nhìn ánh mặt trời đỏ đang từ từ nhô lên. Ở tỉnh Hải Đông, không ít người cũng đang có động tính. Bao gồm cả hoành thiên dai cũng chạy đến núi chân chính. Tôi nghe nói húc thiết đã đến rồi, còn mang theo thanh kiếm của mình nữa. Kiếm của húc thiết hiếm khi ra khỏi vỏ có tin đồn ở phía bắc rằng kiếm của húc thiết một khi đã ra khỏi vỏ thì sẽ phải uống máu người chúng ta đi xem giang hải chết như thế nào hòa tiến vẻ mặt háo hức hai tay múa may kích động giang hải chết đi anh ta chẳng cần phải làm gì cả lúc này việc nên làm chính là làm sao cùng hoành thiên giai gặm miếng thịt to nhất béo nhất trên đàn cừu béo của tập đoàn uyển như nhà họ hoác ở đông nam cũng phái người tới nhà họ hoác cũng mong muốn giang hải chết sớm nếu không có Giang Hải thì thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông sẽ thuộc về nhà họ Hoắc. Vô số người đổ xô đến đó. Có thể thấy những chiếc xe hạng sang xếp thành hàng dài trên đường đến thành phố Giang Tư. Tuy nhiên, sau khi đến thành phố Giang Tư và đứng dưới chân núi Trấn Chính, bọn họ mới phát hiện ra tất cả các con đường lên núi đều bị phong tỏa lại cả. Có hơn trăm người đang đứng phong tỏa toàn bộ con đường lên núi, hơn nữa tất cả bọn họ đều có vẻ rất lợi hại, rất giỏi đánh đấm, những tấm biển quảng cáo bằng sắt trắng dựng đứng bên đường, trên đó dùng sơn đỏ ghi thông báo, sơn còn chưa khô hẳn, từ từ chảy xuống như giọt máu. Bên cạnh bảng thông báo là bãi đậu xe, gửi một tiếng là 200.000 tệ. Thu trước 3 tiếng, không mặc cả. Đậu xe mà 600.000 tệ, sao không đi ăn cướp đi? Sắp chết rồi còn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, tôi nghĩ Giang Hải này thật sự điên rồi. Hôm nay ông đây nhất định sẽ dừng xe ở đây tôi xem ai dám thu tiền. Người đang nói có dáng vẻ cao lớn thô kịch, thoạt nhìn không tốt cho mấy. Bùm, một tiếng giòn tan, kính chắn gió của chiếc xe hạng sang vừa mới dừng lại đã vỡ tan thành từng mảnh. Một hòn đá rơi xuống. Tôi thực sự xin lỗi, nếu không dừng xe ở bãi thì không ai có thể đảm bảo an toàn cho những chiếc xe này. Người đứng đầu là Chu Khải. Chiếc xe bị ném, không phải của ai khác, mà chính là xe của Hoành Thiên Giai, xe của chủ tịch thành phố Giang Thanh bị ném phải, hơn nữa Hoành Thiên Giai vẫn đang ngồi trên xe, đây không phải chuyện nhỏ. chung quanh giống như chảo nóng, nhất thời mặt đỏ tai tía, có vài người vì muốn la liếm Hoành Thiên Giai đã đứng ra tranh cãi với Chu Khải. Tuy nhiên, Chu Khải chỉ hừ lạnh một cái. Bãi giữ xe nhà chúng tôi chính là định giá như vậy. Nếu không hài lòng thì có thể trình báo, chỉ cần có công văn của cấp trên, tôi sẽ niêm phong ngay bãi đậu xe và đóng cửa doanh nghiệp để chấn chỉnh đợi nhân viên chính phủ đến xử lý tiệc cũng tàn luôn rồi đến lúc đó giang hải cũng đã chết dưới tay của húc thiết bọn họ đến đây cũng không phải vì chuyện nhỏ nhặt này ở trong xe sắc mặt hoành thiên giai xanh mét nghiến răng nghiến lợi giang hải này thực sự đến cuối cùng vẫn tỏ ra kiêu ngạo không biết bản thân đã sắp chết đến nơi rồi đưa cho anh ta hoành thiên giai nhẹ giọng nói cái gì ngay cả thư ký cũng ngơ người xe của hoành thiên giai bị đập nát anh ta thậm chí còn trả 600.000 tệ tiền đậu xe. Thiên lý ở đâu? Hoàng tộc ở đâu? Tôi nói, đưa cho anh ta. Hoành thiên giai không muốn nhắc lại nhiều lần, 600.000 tệ xem ra không nhiều, nhưng tại hiện trường, ít nhất có hơn 200 chiếc xe đang chạy đến, tiền gửi xe cũng lên đến hơn trăm triệu. Thật không biết xấu hổ, kiếm tiền dễ như vậy sao? Giang hải này đúng là vô sỉ đến cực hạn. Hoành thiên giai rất muốn trở mặt, nhưng lại sợ, sợ nhân vật lớn đó trừ phi giang hải chết đi nếu không anh ta cũng không nên đắc tội với bọn họ có trời mới biết giang hải lấy đâu ra lòng tin để quyết chiến với húc thiết nếu nhân vật lớn đó bí mật giúp đỡ giang hải người nên chết lại không thể chết đến lúc đó chẳng phải sẽ lại đắc tội đến giang hải sao cho nên hoành thiên giai sẽ không trở mặt vì chút tiền này thư ký xuống xe lập tức chuyển tiền cho chu khải sau khi nhận được thông tin chuyển khoản sắc mặt chu khải lập tức chuyển sang nụ cười nịnh nọt phất tay áo hơi cúi đầu tỏ vẻ rất hài lòng mọi người xung quanh chuyện này làm sao có thể cái này không giống với kịch bản hoành thiên giai không phải nên tống người đàn ông đập phá xe của anh ta vào tù rồi cho anh ta một bản án thật nặng sao hoành thiên giai đã trả tiền rồi những người khác cũng không dám nhiều lời cũng không phải không ai ra lệnh cho vệ sĩ của mình động thủ mà là ở trước mặt Chu Khải, nếu không phải gãy chân thì cũng què tay. Chu Khải mặc kệ mọi người dò ngó, số tiền nhỏ này cũng được gọi là tiền sao. Không để lại chút gì, mà muốn dừng chân trên đất thành phố Giang Tư sao. Thực sự nghĩ Giang Hải đang làm từ thiện sao, đất ở thành phố Giang Tư, đậu xe mà không trả tiền, đồng nghĩa với việc muốn gây rối. Nhìn thấy tài khoản cứ nhảy lên liên tục, miệng Chu Khải cười rộng đến tận tai. Giang Hải yêu cầu thu 200.000 tệ mỗi người, nhưng anh ta lại tăng gấp 3 số tiền, không ngờ những người này lại dễ dàng đưa tiền như vậy. Dùng nấm đấm để nói đạo lý, quả nhiên chính là đạo lý tốt nhất. Kiếm tiền từ người giàu quả thực là công việc kinh doanh dễ dàng nhất trên đời này. Với số tiền này, khu vui chơi giải trí ở phía đông thành phố cũng có thể được khởi động. Theo kế hoạch của tập đoàn Uyển Như, đã quy hoạch một thành phố giải trí lớn ở phía đông thành phố, người dân thành phố Giang Tư sẽ được mở cửa miễn phí. Cân nhắc đến việc người tới quá nhiều, cho nên lại thay đổi kế hoạch mỗi năm sẽ mở cửa miễn phí 3 lần. Nếu trong một lát đã thu được số tiền này, thì ít nhất đã đủ cho một nửa số tiền cần thiết cho dự án giải trí của thành phố. Mọi người đậu xe kín mít, đường lên đỉnh núi vẫn bị phong tỏa. Lúc này, nhìn thấy một tấm biển thứ hai, phía trên viết giá vé là một triệu tệ. Mọi người đều há hốc miệng, Giang Hải này, không phải là thèm tiền đến điên rồi chứ không một ai chịu bỏ tiền ngay cả biểu hiện của hoành thiên giai cũng như muốn giết người nhưng anh ta vẫn đứng yên như vậy không nói tiếng nào hơi cúi đầu trầm mặc không biết đang toan tính chuyện gì tốt hơn là cậu nên tránh ra cho tôi nếu không hừm một người bước tới khuôn mặt trắng nõn không có râu ngoại hình đẹp trai và bộ quần áo sang trọng vừa nhìn đã biết là con nhà giàu có phía sau anh ta có hai tên vệ sĩ trông rất hung ác. Chu Khải mang khuôn mặt tươi cười, thật sự đã nhường đường. Người thanh niên mỉm cười hài lòng rồi đưa tay ra vỗ vai Chu Khải như một dấu hiệu động viên. Hiểu chuyện đấy. Nhưng mà, cánh tay của anh ta đột nhiên dừng lại ở trên không trung, cả người cũng sững sờ. Anh bạn này, tôi nhường đường cho anh, nhưng mà có phải anh nên mua một tấm vé vào cửa không? Dù là ai, nếu không mua vé, cũng sẽ không thể lên núi. Cái gì? Bảo tôi mua vé, bỏ ra 600.000 tệ để đậu xe, anh ta đã cảm thấy tức muốn chết rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu. Không ngờ muốn lên núi lại còn phải bỏ tiền ra mua vé, tính khí nóng nảy của anh ta thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi. Biết đây là cậu chủ nhà ai không? Ai? Chu Khải cung kính lắng nghe. Nhà họ Lý ở phía bắc, lỗ mũi tên vệ sĩ hét lên, ra vẻ cáo mượn oai hùm. "Ồ, Chu Khải bước lên một bước rất khoa trương, trên mặt nở nụ cười, thì ra là cậu chủ nhà họ Lý, xin lỗi đã thất kính, thất kính rồi. Nhưng mà tôi không quen anh, nụ cười lập tức biến mất, giơ cánh tay ra, vé vào cửa, mỗi người một triệu tệ. Mỗi người một triệu tệ, gã họ Lý kia gần như chết nghẹn. Mặc dù đám người đến xem trận đấu đều mang theo số tiền này, nhưng ai có thể nhịn được mình bị bòn rút một cách quá đáng vậy chứ? 600.000 tệ tiền bãi đậu xe, một triệu tệ tiền vé lên núi. Cho dù có đưa tiền xong, lát nữa nếu có thêm cửa lại phải đưa tiền, số tiền này có nên đưa hay không đây? Có trời mới biết từ đây lên đến đỉnh núi sẽ thu thêm bao nhiêu vé vào cửa nữa. Giang Hải dường như đã lĩnh hội được tinh hoa của kỹ thuật thu vé tham quan ở các danh thắng trên đất nước này. Hai đầu tắc nghẽn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy như có cục cứt nghẹn trong cổ họng, nuốt không trôi, cũng không nôn ra được. Gã họ Lý kia sắc mặt trầm xuống, anh ta nói với vệ sĩ, đừng đánh chết là được. Hai tên vệ sĩ chế nhạo tiến lên, giơ tay túm lấy vai Chu Khải. Tuy nhiên, chưa đợi Chu Khải ra tay, một bàn chân phái sau anh ta đã duỗi ra. A à, h hát, hát hát hai tiếng hét thê thảm, tên vệ sĩ lần lượt bay ra ngoài. Mà Giang Hải đang khoanh tay đứng. Đường là do tôi mở, cây là do tôi trồng, nếu muốn đi qua, thì phải lấy tiền ra mua vé. Muốn tìm chết, sắc mặt của gã họ ký trông rất hung tàn muốn tìm chết đấy thì thì sao nào giang hải lạnh lùng nói muốn xem ông đây đánh nhau mà không muốn bỏ tiền ra mua vé sao may mày là giang hải chính là ông nội của mày đây nói xong giang hải vẫy vẫy tay rồi đi lên núi chu khải ai không mua vé thì cút đi phí giữ xe cũng không được hoàn lại giang hải chậm rãi đi lên núi đám người ở lại có chút gấp gáp trần trừ thêm lúc nữa hai người đánh nhau xong rồi thì lên núi làm gì nữa chứ? Hơn nữa, phí đậu xe 600.000 tệ cũng đã thanh toán, vì vậy cũng không thể đi một chuyến vô ích được. Có người mang theo quá nhiều người, vậy là nghĩ đến việc giảm bớt số lượng người lên núi. Dù sao, một người cũng tốn tới một triệu tệ. Sau khi nhận tiền, Chu Khải còn làm bộ làm tịch kê khai biên lai, khiến những người khác cảm thấy vô cùng đáng ghét. Trên đỉnh núi, gió nổi vù vù, khúc thiết vẫn chắp tay sau lưng nghe thấy tiếng động ông ta chậm rãi quay đầu lại ánh mắt cuối cùng rơi vào người giang hải động tác rất nhẹ nhàng ông ta tháo thanh kiếm trên lưng ra và cầm nó trong tay ông ta đã sẵn sàng nhập cuộc rồi tuy nhiên giang hải không hề vội vàng điềm tĩnh tìm một hòn đá rồi ngồi xuống xung quanh hiện trường là những tảng đá lớn nhỏ dính đầy bùn đất rõ ràng những hòn đá này được vớt ra khỏi lớp bùn đất khi chỗ này được san lấp và mỗi hòn đá đều được đắp một lớp đệm nhỏ. Mặc dù không được bằng phẳng, nhưng vẫn tốt hơn là đứng hoặc ngồi trên nền đất. Một lúc sau, những người đã trả tiền chen nhau trèo lên núi, trò chuyện rôm rả. Ngay khi nhìn thấy cách bài trí thì hiểu những viên đá này đều được sử dụng để làm ghế ngồi. Bọn họ mau chóng tìm một vị trí lý tưởng cho mình để có thể nhìn thật rõ ràng. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Giang Hải đứng dậy đi vào phía trong. Tuy nhiên, tay của húc thiết đã được đặt sẵn trên chuôi kiếm ông ta liếc mắt nhìn giang hải một cái ánh mắt mang theo sự nghi hoặc giang hải lẽ nào không mang theo vũ khí tay không đánh với kiếm đó khác gì với việc tự tìm chết chứ tuy nhiên ông ta ngay lập tức cất suy nghĩ đó vào lại trong đầu cho dù thế nào giang hải đều phải chết đem hay không đem vũ khí cũng không có khác biệt gì cả vừa định động thủ giang hải lại lên tiếng đừng vội đợi tôi làm ăn chút đã Đưa mắt nhìn chung quanh, Giang Hải nháy mắt với đám người Chu Khải. Thu tiền chỗ ngồi, tùy từng vị trí, cao nhất là 2 triệu tệ, còn thấp nhất là 500.000 tệ. Không ngồi nữa á? Vậy thì không được, mông đã đặt lên đệm làm bẩn cả rồi, không ngồi cũng phải đền tiền. Hơn nữa, còn lau sạch lớp bùn trên đá, cái này cũng phải đền tiền. Bất mãn á, đây là thành phố Giang Tư, phải tuân theo quy tắc của thành phố Giang Tư. Bao nhiêu à? ghế ngồi 2 triệu tệ còn đệm 1 triệu 900 tệ. Đây đúng là ăn cướp mà. chương 210, nhanh một chút. Không được tiền, muốn chơi ngang, được thôi, vậy thì phải hỏi nắm đấm của ông đây cái đã. Nhiều người vì muốn tiết kiệm chi phí nên đã cho vệ sĩ xuống núi, lúc này đây bọn họ giống như những con cừu non đang chờ bị giết thịt, không còn chút sức lực kháng cự. Dù sao thì cũng đã ngồi rồi, một hào cũng không thể thiếu, thu phí chỗ ngồi xung quanh một lượt, Chu Khải vui tới nỗi không khép được miệng, miệng cười rộng ngoác đến tận mang tay luôn. Tính toán lại con số, Chu Khải búng tay. Bây giờ, kinh phí để xây dựng khu vui chơi giải trí quy mô lớn cho thành phố cũng gần như đã đủ rồi. Thanh kiếm trong tay hút thiết cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng kêu sắc bén. Bầu không khí tại hiện trường rơi vào sự im lặng tĩnh mịch đến khủng khiếp. Đây mới là cao thủ thật sự. Ngược lại, Giang Hải như một kẻ ngu ngốc, cúi thấp đầu, gỡ đất trong móng tay. Đậu xe thu tiền, lên núi thu tiền, tất cả đều vì tiền. Nhiều người còn nghĩ số tiền này sẽ trở thành chi phí cho tang lễ của Giang Hải, cứ xem như là mua cho Giang Hải chút giấy tiền vàng mã đốt xuống cho anh vậy. Hôm nay, Giang Hải nhất định phải chết. Ông chính, giết chết Giang Hải. Ngoặc kép. Đúng, giết gã, ngoặc kép. Giết chết con rùa này đi, ngoặc kép tất cả đều gầm lên, bày tỏ sự bất mãn của mọi mình. Giang Hải cao mày, quay đầu lại nhìn tên rùa rụt đâu kia, mấy cái thằng nhãi này, có thể nói tiếng phổ thông được không vậy? Mấy tên rùa rụt đầu thấy Giang Hải nhìn sang, lập tức rụt cổ. Mũi kiếm chĩa xiên, sát khí sắc bén lóe lên trong mắt hút thiết. Nhìn sang một bên, ở đó đặt cho cốt của du chính trí. Chí. Trên hộp cho cốt là bức hình du chính trí Chí đang nở nụ cười như là đang mong chờ nhìn thấy Giang Hải phải cúi đầu. Hôm nay ông ta đến đây với một mục đích duy nhất, là giết chết Giang Hải để trả thù cho đồ đệ của mình. Trước ánh mắt chứng kiến của rất nhiều người, ông ta phải tạo dựng uy tín cho bản thân và xác định quyền sở hữu tỉnh Hải Đông cho nhà họ Triệu. Hôm nay, tôi sẽ chính tay giết chết cậu, trước mặt chính trí. Ngoặc kép, Giang Hải ngừng đầu, trong mắt mang theo ý châm chọc chúc ông may mắn. Ngoặc kép, chịu chết đi ông ta gầm lên một tiếng như một cơn rông tố làm kinh động lòng người quá đáng sợ giọng nói này mang nặng uy lực khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc giang hải dám trở thành kẻ thù của húc thiết đúng là quá to gan lúc này tốt nhất là nên quỳ xuống van xin lòng thương xót húc thiết còn có thể suy xét cho giang hải chết thoải mái một chút giọng của húc thiết truyền đi rất xa ngay cả người dưới núi cũng có thể nghe thấy Giang Hải này sắp chết thật rồi. Ngoặc kép, cái địch, ông đây đã phải bỏ ra hẳn mấy triệu tệ, chính mà muốn xem thằng nhãi này đầu lìa khỏi cổ. Ngoặc kép, được nhìn thấy tên khốn đó chết, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Ngoặc kép, có mạng lấy mà không có mạng tiêu, tôi muốn xem xem, số tiền này ai dám nuốt trôi vào bụng, đến lúc đó cũng phải nôn hết ra thôi. Ngoặc kép, Giang Hải lấy tay ngoáy ngoáy tai, cười lạnh nói, mấy người nói to thế làm cái gì, tôi đâu có điếc. Ngoặc kép, nhìn về phía húc thiết, Giang Hải chậm rãi lắc đầu. Dựa vào ông, mà cũng dám xưng danh cao thủ, xem ra phương đông thật sự là không có cao thủ rồi. Ngoặc kép, nhà họ triệu ở phía bắc, cũng chỉ là một lũ heo gà, nuôi dưỡng toàn một đống vô tích sự. Ngoặc kép, nghe vậy, lông mày của húc thiết nhướng lên, vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi, đến nước này rồi. Giang Hải còn dám nói như vậy đây là sợ bản thân chết quá nhẹ nhàng sao? Nếu đã như vậy, ông ta sẽ nhẹ tay một chút, sẽ làm Giang Hải sống không bằng chết. Ông ta muốn Giang Hải phải chết thảm hơn du chính trí chí gấp trăm lần. Bẻ gãy từng chiếc xương trên người anh ta, sau đó nghiền nát rồi cho anh ta ăn. Giang Hải điên rồi, anh ta đang muốn tìm chết à, lúc này rồi còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giết nó, ngoặc kép. Giết nó, ngoặc kép không biết là người nào mở đầu nhưng tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt hét lên bọn họ vô cùng hy vọng giang hải chết không thể nhịn thêm một giây một phút nào nữa giang hải nhìn chung quanh nửa vòng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ tôi trước giờ không bắt nạt kẻ yếu cậu tới trước đi ngoặc kép húc thiết hừ lạnh là một cao thủ lâu năm ở phía bắc húc thiết đương nhiên có được sự kiêu ngạo này giết chết giang hải sớm hay muộn một giây cũng không còn quan trọng nữa. Phí lời quá, ông đến đây để khua môi múa mép đấy à? Giang Hải cong môi, ngông cuồng, thằng nhãi danh, nộp mạng đi. Dậm chân một cái, toàn bộ đỉnh núi dường như rung chuyển, mà thân người húc thiết bay lên, lao thẳng về phía Giang Hải như một mũi tên. Thanh kiếm thẳng tắp, sáng lên lạnh lùng. Quần áo phất phới, giống như thần tiên dáng trần. Tất cả những người xung quanh như ngừng thở, không dám chớp mắt. Húc Thiết bắt đầu rồi, đến thời khắc kích động nhất trong trận chiến này rồi. Bọn họ nóng lòng muốn xem Giang Hải chết như thế nào. Chỉ cách nhau 10 mét, chỉ nghe thấy một tiếng bước chân. Một bóng dáng xẹt qua, lập tức, Húc Thiết đã ở trước mặt Giang Hải. Thật mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trái tim Chu Khải và những người khác như thể ngừng đập, họ chưa bao giờ nhìn thấy một cao thủ như vậy. Đồng tử Giang Hải hơi co lại, có chút kinh ngạc. Húc thiết võ công quả thực cực kỳ cao, khả năng lĩnh hội của ông ta cũng không ai có thể so sánh được. Sau khi giết chết nghiệp ra, chỉ trong một thời gian ngắn, dấu vết của đường tấn dường như đã ẩn hiện trong tư thế vung kiếm của húc thiết. Thanh kiếm này mang dấu vết của sự dũng mãnh và quyết liệt của một cổ võ giả. Tuy rằng chỉ có dáng không có nội hàm, nhưng đối với một võ giả mà nói, đã là rất giỏi rồi. Nhưng, Giang Hải lại hết sức thờ ơ. Cứ đứng nguyên một chỗ, giống như bị dọa cho ngốc luôn vậy. Nhiều người xung quanh há to miệng, rất kích động. Khóe miệng hoành thiên dài cũng ánh lên ý cười, tiếp theo đây Giang Hải nhất định sẽ phải nếm mùi máu văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Giữa ánh điện và đá lửa, thanh kiếm của húc thiết đâm về phía cổ họng Giang Hải. Rõ ràng, húc thiết không muốn một kiếm giết chết Giang Hải, mà làm chạch mũi kiếm đi một chút, nhắm vào một bên mặt của anh. Trước tiên, ông ta phải chặt đứt lỗ tai của Giang Hải, sau đó, từng nhát, từng nhát một, chém giang hải thành trăm mảnh, khiến giang hải phải chảy từng giọt máu rồi chết một cách vô cùng thê thảm. Lúc này, giang hải đột nhiên nở nụ cười, nụ cười tràn đầy khinh thường cùng lãnh đạm. Chỉ có vậy thôi sao? Giang hải hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, dùng ngón tay khẽ búng một cái. Thanh kiếm của Húc Thiết dừng lại trước mặt Giang Hải, dù cố thế nào cũng không thể tiến lên thêm được nữa. Mà vào lúc này, ánh mắt của Húc Thiết dần dần lộ ra vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào cánh tay của giang hải đặc biệt là ngón tay đang co lại đó thời gian như ngừng trôi kiếm của trịnh bình chĩa thẳng vào giang hải chỉ cần ông ta bước về phía trước thêm một bước mũi kiếm đó sẽ có thể xuyên qua làn da của giang hải và cắt đứt nửa đầu của anh thanh kiếm của húc thiết rất sắc bén bầu không khí trở nên rất đè nén tất cả mọi người đều thắc mắc tại sao húc thiết lại không đẩy thanh kiếm này tới không muốn để cho giang hải chết quá dễ dàng muốn giữ lại để tra tấn từ từ sao ông chỉ có cơ hội một lần này thôi giọng nói lạnh lùng của giang hải vang lên vẻ mặt cũng lạnh tanh cút âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông đồng khiến húc thiết toàn thân đờ đẫn đồng tử tràn ngập sự sợ hãi không gì sánh được không thể tin nổi keng ngoặc kép một âm thanh giòn tan vang lên thanh kiếm của húc thiết rơi xuống mặt đất không ai để ý tới một chiếc kim đã đâm thẳng vào vùng nách của húc thiết chỉ một chiếc kim nhỏ đã làm đứt một đường kinh mạch trên người húc thiết. Độ chính xác rất đáng kinh ngạc. Nếu cây kim này bắn vào đầu, thì hiện tại húc thiết đã là một xác chết rồi. Húc thiết loạn choạng rồi khuỵu xuống, đầu cũng gục xuống. Mọi người xung quanh dường như đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi, đồng tử co rút kịch liệt, vô cùng hoảng sợ. Húc thiết, tại sao lại vứt kiếm đi rồi, đối với một kiếm sĩ mà nói, kiếm chính là mạng. Điều này là hoàn toàn không khoa học giang hải hình như chỉ giơ tay lên một chút mà thôi đương nhiên những cao thủ tại hiện trường có số ít người phát hiện ra manh mối dường như khi ngón tay giang hải co lại có thứ gì đó đã bắn ra chỉ vì loại ám khí này mà hạ gục được húc thiết tuyệt đối là không thể vẫn có người còn không dám tin giang hải rõ ràng là đã sắp chết tại sao húc thiết lại đột nhiên quỳ xuống dưới chân anh lẽ nào cũng bị điên rồi sao bị thương nhất định là bị thương rồi trong trận chiến với nghiệp gia vết thương trên người húc thiết có lẽ vẫn chưa lành mọi người đều không thể tin vào mắt mình bọn họ vô cùng hy vọng húc thiết có thể đứng lên sau đó ngay lập tức giết chết giang hải đám người chu khải cũng thật sự không thể hiểu nổi tại sao giang hải có thể làm được như vậy có điều lúc này húc thiết đang quỳ trên mặt đất đây là sự thật giang hải thắng rồi chỉ cần giơ tay một cái đã có thể hạ gục húc thiết cậu làm sao có thể? ngoặc kép cây kim đó quá nhanh, Húc Thiết ở gần trong gang tấc chỉ vừa thấy bóng người lóe lên nhưng cũng đã muộn, không kịp phản ứng thêm gì. Húc Thiết nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Giang Hải. Húc Thiết đã biết Giang Hải có thân phận như thế nào rồi, nhưng ông ta cũng không dám nói ra. cậu là? Giang Hải chậm rãi lắc đầu, ông đoán sai rồi, không phải. ngoặc kép có điều tôi thích người biết giữ mồm giữ miệng, nếu không, muốn chạy cũng không có tư cách. Ngoặc kép, giữ bí mật có thể đảm toàn tính mạng, còn nếu dám khua môi múa mép, Húc Thiết nhất định sẽ phải chết tại đây. Đoán sai, Húc Thiết không thể tưởng tượng được, ngoài cổ võ giả ra, còn ai có thể có sức mạnh đến như vậy. Nhưng... Sức mạnh mà Giang Hải biểu hiện ra hoàn toàn không thấy bóng dáng của một cổ võ giả. Trước khi đến, Húc Thiết hoàn toàn không xem Giang Hải ra gì, giống như lúc đầu ông ta cũng xem thường nghiệp ra vậy. Nhưng đến khi biết được sức mạnh phi thường của Giang Hải, thì tất cả đã quá muộn rồi. Một thành phố Giang Tư nhỏ bé, làm sao có thể xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy được chứ? Nhà họ triệu ở phía Bắc không ngờ lại khiêu khích phải một nhân vật như Giang Viêm. Quốc thiết rất hối hận, lẽ ra ông ta không nên đến. Thật ra ông cũng không tệ, chỉ có điều chọn sai mục tiêu rồi. Ngoặc kép, giang hải từ trên cao nhìn xuống giống như một vị chủ nhân của thiên hạ thờ ơ nhìn húc thiết vẫn đang quỳ tại chỗ có thể chiến đấu cùng tôi cũng xem như là chuyện đáng tự hào trong đời của ông rồi ngoặc kép tôi tôi xin nhận thua ngoặc kép tôi sẽ không nói lung tung gì cả thái độ của húc thiết càng ngày càng xuống nước hiện trường yên lặng đến đáng sợ tất cả mọi người bây giờ đều trống rỗng lặn lội xa xôi chạy đến thành phố Giang Tư chỉ vì để được nhìn thấy Giang Hải chết để lên đến được đỉnh núi phải mất biết bao nhiêu tiền kết quả chưa kịp thở một cái đã kết thúc rồi điều quan trọng nhất là không ai trong số họ hiểu được làm thế nào mà Giang Hải có thể thắng được Húc Thiết tại sao lại quỳ xuống dưới chân Giang Hải người đó là Húc Thiết ở phía Bắc cũng là cao thủ đứng trên đỉnh kim tự tháp ngay cả ở phía Bắc cũng rất ít người có thể đứng ngang hàng chiến đấu với Húc Thiết. Thanh kiếm hủy diệt trời đất đó lại bị hủy diệt như thế này sao? Bị hạ gục bởi một chiêu thức kỳ lạ của Giang Hải. Quá sốc, thân thể run lên, cổ họng cuộn trào, đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi không gì sánh được. Vừa rồi, tất cả bọn họ đều đang gào thét, muốn Húc Thiết giết chết Giang Hải. Chỉ một giây sau, trận đấu đã phân thắng bại, bọn họ biết phải làm thế nào thế nào đây? trước giờ chưa từng có ai nghĩ giang hải lại mạnh đến như vậy cho dù mạnh đến đâu thì cũng không thể là đối thủ của húc thiết nhưng giang hải đã thật sự vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ giang hải nhìn xung quanh tất cả mọi người đều cúi đầu rạp xuống không dám nhìn thẳng về phía giang hải bọn họ run rẩy tay chân lạnh ngắt đều đang sợ hãi sợ giang hải sẽ nhớ ra dáng vẻ vừa rồi của bọn họ nếu như vậy thì ngày chết sẽ cách bọn họ không còn xa nữa audio điện tử võ tấn bền hết chương 210